trước thì không thích lai. Mình rồi. Bà bắt phát lai chưa? Tôi phát rồi. Ác như thú. Rồi chia sẻ lai đi chứ ơi. Vô trong Facebook đậu đậu ơi, chia sẻ vô cái hội nhóm đừng có 55 ký, mấy này 55 ký bằng chùa lắm. Xem phát rồi thấy ai nhưng ta. Từ từ. Chia sẻ like nha mấy chơi. Mấy chơi ơi chia sẻ like. Chia sẻ like hôm nay bán đầm công chúa. Hôm nay bán đầm công chúa vỏ sách. Áo len 55k luôn. Ý, áo len nhiêu ta? Nãy em để cái tái là áo len nhiêu tiền. Chào mọi người nha. Chào mọi người. Chia sẻ like giúp cho em nha. Đúng rồi, bữa nay là công chúa già một bữa hương tâm tự ơi. Ren nha mấy chơi, Ren có chồng có lót hai ba lớp, có quần gì tà le luôn nha ha. Lên 50 view đem bán cho nhanh, bây giờ đầu like. Đầu like em bán hàng bom, hàng xả. Chị cho em mấy cái bọc hàng xả hôm bữa. Có trong cái kẹt không có nữa. Đây Nhân Nguyễn điện thoại không trả lời. Ô cáo này là cáo tiệm. Đầm này em mặc được khiến quanh. Đầm này chị bạn ôm lại em bạn ôm á. Đây nè. Đã tức huy. Rồi em xả đồ hôm bữa nha mấy chế ơi. Đầm công chúa hôm nay đồng giá rất là nhiều kiểu nha, kiểu dễ thương của mình. Mấy cái đầm này có khoảng 55 kg, năm có đầm trong các hôm nay cũng có đầm to có khoảng 55-56 kg trở xuống mặt đẹp nha. Được chưa? Rồi em xả đồ, em xả đầm hôm bữa nha. Mấy cái đầm này đây, hai cái đầm chữ này của bạn của chị Tạ Thị Bích Huyền này giờ liên lạc không được nè. Đầm này là đầm len phơm to nha. Đầm len này là có khoảng 60 kg bằng đẹp nè. 60 kg bằng đẹp cái đầm len này nha. Hôm bữa em bán mấy cái đầm này là 89k. Bây giờ mấy chế mua cái này sale cho mấy chế ngày hôm nay luôn nha. Chia sẻ like nha. Chia sẻ like đầu like nha. Hôm bữa là 89k. À dạ em chào chị. Em chào chị Đào. Chào Xuân Nhiếm nha, chào Xuân Nhiếm, chào mấy chế mới vô chia sẻ like giúp cho em đi nha ha. Cái đầm len, cái đầm này là hôm bữa chữ đính đá mọi người, cái này có khoảng 60-62 kg sẽ mặc đẹp nha. 89k bây giờ bán bao nhiêu đây? Bán bao nhiêu đây? Bán 75k, ai nhanh tay thì hốt nha, 75k. Hôm bữa là 89k, còn hai cái này bị xả ra nè. Hai cái này bị xả ngang nè, còn màu đen với màu đỏ 60 kg sẽ bằng đẹp nha. Chào nha Phạm Thanh Thảo, chào em nha. Rồi ai nhanh tay thì comment giùm em là đá 75, đá đen 75, đá đỏ 75 nha, 60 kg bằng sẽ đẹp. Cái này là cái đầm nha mấy chế. Cái này là cái đầm, cái này là cái đầm. Chào chị Xu nha, chào mọi người. Hai cái quỷ này bị xả ra nè. Rồi em lại bị chết mất like nè. Đen, Xu Nhiếm. Xu Nhiếm lấy cái đen. Xu Nhiếm gì có đơn không em? Xu Nhiếm ơi cho chị số điện thoại đi nha em. Mọi người ơi mua vui lòng đừng xả ra nha. Tại vì 75.000 là em đã không có lời rồi. Hôm bữa bán 89.000, bữa nay là hai cái này bán 75.000 luôn do bị xả nha. Xu Nhiếm cho liền số điện thoại nha. Đen Xu Nhiếm chọn rồi. Xu Nhiếm đen rõ luôn em. Đen đỏ luôn thì cho luôn số điện thoại nha Xu Nhiếm ơi. Số điện thoại với cho lại địa chỉ đi chị. 75k chị. Dò hai cái vô mà. 75k. Hết đá đen rồi Phạm Thanh Thảo cưng ơi. Rồi bây giờ em bán áo len nha. Áo len này bán 50k luôn. Áo len này 50k luôn nha mấy chế. Áo len này 50k luôn ha. Nhanh tay giúp cho em nha. Có vài mẫu thôi. 75. Dạ 75. Rồi thấy số điện thoại các bạn Xu Nhiếm nè. Xu Nhiếm ơi lên địa chỉ giúp luôn đi Xu Nhiếm ơi. Rồi mọi người ơi chia sẻ. À có địa chỉ
của cái like trước á, của cái like trước không có còn lưu á, xin nhím ơi. Hết rồi à. Phạm Thanh Thảo ơi, cưng comment lại giùm chị đi nha. Em bán áo len đầu like rồi, tí nữa em bán sen đầm công chúa nha mấy chị. Rồi nha, cái áo này 50k luôn nha ha. 50k ai lấy thì comment giùm em là châu đi nha, nó có đính hột châu với choker nè ha. Đính hột châu trong choker nè. Rồi ai lấy thì comment giùm em là 50 nha. Châu châu châu, áo châu 50. Cái này là form không? Form này có khoảng rộng rãi mấy chị ơi. Có khoảng 55 50 58 kg mặn vừa hết nha. Len nó còn co giãn nữa ha. Rồi, ai lấy thì comment giùm em là châu 50k nha. Cho em vài cái bọc ở đây. Bạn kia nói có ngắn trong mét rồi, không còn giữ mét. Dạ. Để chưa? Không biết còn giữ mét không, còn giữ mét thì em xem. Rồi nha, châu 50k nè. Châu đó là một kem nha. Cái này cũng châu. Cái này là màu trắng nè, cái này là form to nè ha. Cái này là form to nè. 50k luôn nha. Cái này là có khoảng 65kg mặc đẹp được hết nha mấy chị. 65kg nha. Ai lấy cái này thì comment giùm em là 65 đi, mã 65 luôn, 50.000 nha. 50.000. Mã 65 luôn, nó có cái châu đẹp lắm mấy chị. Như người xem mà Ngọc. Rồi lên chút một cái 65 nha. Em bán mấy cái 50k này trước đi. Rồi một tí em like tới lên 50 view đi, em like đầm công chúa đồng giá nha mấy chị. Chị Mai Trinh coi. Chào chị Mai Trinh nè. Rồi nha. 50k, ai lấy thì comment giùm em là dây đi. Cái dây dây này sau cổ nha mấy chế. Dây nằm sau cổ nha. Cái dây phía dây nằm sau cổ. Màu này là màu nâu ha. 50k. Rồi ai lấy thì comment giùm em là dây 50. Dây 50. Chào mấy chế mới vô. Chào mấy chế mới vô. Chia sẻ like giúp cho em. Chia sẻ like nha mọi người. Chia sẻ like đặng lên view đặng em bán đầm công chúa 50k cái nâu này ha. Ai lấy thì comment giùm em là nâu dây đi. Dây 50k đi nha. Dây 50k. Em dạ. Đọc comment. Đầm trắng Diệp Thùy hả? Đầm trắng như chị hả? Chào chị Mai Trinh. Đầm trắng một tí nữa chị like tới đồng giá luôn nè. Đón like đi bạn. Chia sẻ like, đón like đi. Mình like đồng giá đầm công chúa ha. Đầm rất là đẹp. Mặc vô phơm rất là đẹp luôn á. 53kg. Đầm em mặc 53kg vừa không á hả? 53kg cái đầm này á, nó hơi chật bụng nha chị. Nếu mà cái eo trên của chị nhỏ là bằng được hết nha chị. Chị Niêm Lan, nếu mà cái eo trên nhỏ là bằng được. Mà em sợ 53kg nó hơi chật bụng hơi. Chị Ngô Trang. Chào chị Ngô Trang. Em bán áo len đầu lai 50k vài cái cho nó xong mấy cái hàng xả đi mọi người ha. Rồi cái trắng này là có khoảng 70kg luôn nè ha. Ai lấy thì comment giùm em là mã 70 đi. 50k. Mã 70 50k. Màu trắng luôn. Em like từ từ cho nó lên view. Áo nhiêu ký vừa kìa. Áo nào nhiêu ký vừa ta? Áo trắng em mới cầm. Áo trắng em mới cầm hả, là 70kg cũng vừa luôn chị ơi. Chị ơi, chị nhớ chị nhớ như chị bự con. Dạ. Chị hỏi như chị nhớ như chị bự con. Có đầm suông không em? Hai cái đầm suông em mới xả ra. Con quỷ luôn. Dạ em cảm ơn chị Ngô Trang. Đầm rẻ chị Ngô Trang ơi. Cái miếng ren này nó cứ quăng lên hoài, ủi lên là nó hết. Rồi cái màu trắng tay le rất là dễ thương nha ha. Ai lấy màu trắng cổ tim này comment giùm em là trắng tim nha. Cái tay le rất là đẹp luôn. Tay le trời cực kỳ đẹp, có 50.000 luôn, sale 50.000 vừa bán vừa tặng nha mấy chị. Áo len vải rất là mịn nha. Săn được chưa chị Ngô Trang? Trời ơi, ở trong em bán áo dạ không có được, ở trong em quá trời nóng. Nóng quá trời nóng. Rồi áo trắng này 50k đấy thì comment giùm em là tim 50 nha. Tim đó là 50 luôn. Thúy Vân lấy áo trắng kìa. Chị Thúy Vân ơi. Chị Thúy Vân lấy cái áo trắng nào? Nãy giờ em vô quá trời áo trắng luôn á chị. Cái áo trắng em mới lấy tay le. Áo trắng tay le hả? Lên tới like áo trắng tay le hả chị? Áo trắng tay le đúng không chị Thúy Vân? Đúng ok giúp em nha ha. Rồi còn cái áo trắng này là body nha.
áo trắng là cổ lên. Rồi áo trắng cái vải quá đẹp. Rồi áo trắng này vải đẹp cực kỳ luôn ha. Cái này thì form ôm body hơn nha mọi người. Cái này body hơn nha. Ai lấy thì comment giùm em là trắng body đi nha. Ba cái luôn hả chị? Trời ơi trời, hay dữ vậy hả? Ôm. Rồi Yến quanh một cái ôm nha. Còn hồi nãy chị kia lấy cái áo le đúng không? Ừ. Rồi này chị cái áo le không là bạn đó. Áo le đó. Cho em xin số điện thoại đi mấy chế ơi. Rồi áo trắng ôm 50k luôn nha. Ai lấy thì comment giùm em là ôm 50. Trời ơi mấy chị đi đâu mua mấy cái áo này 50.000. Để em chết. Áo giống chị có màu đỏ không mấm xu ha? Giống chị không? Giống chị á, hình như có màu đỏ. Cái áo giống cái đầm giống em đang mặc là có màu đỏ nha mấy chị. Rồi thấy số điện thoại của Yến Oanh nha. Ủa tạ Bích Huyền ơi, tạ Bích Huyền hình như có đơn mà điện thoại không có nghe, nhắn tin không thấy trả lời nên xả hai cái đầm của tạ thì Bích Huyền rồi đó. Nhắn tin không thấy trả lời. Ờ mới xả hai cái đầm của tạ thì Bích Huyền á. Chào Bích Huyền nha, sao nhắn tin không thấy Bích Huyền trả lời. Cái này là cái gì đây? Sale 50k luôn nè. Từ từ em, từ từ đi con. Chị ơi em cái gì? Cho em màu em... trắng, màu đỏ cái gì? Đâm phen nè. Dạ đầm có size lớn nha chị Thùy Trang ơi. Đoàn Thùy Trang có size lớn nha chị. Nhưng mà kiểu khác nha chị. Có size lớn nhưng mà kiểu khác của em. Tại vì cái của em mặc là nó nhỏ. Em là 47kg á, cái em mặc nó nhỏ thôi nha. Rồi cái này là cái sợi dây, nó có cái sợi dây buộc ngôi sao ở trên cổ nè mấy chị ơi. Đính qua đính lại giống như đính cái sợi dây gì nè ha. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là chữ đi. Nó có ngoài trước là chữ, ngoài sau là ngôi sao á, dễ thương lắm nha. Dạ chị ơi, bên em là nhắn tin địa chỉ xong rồi điện thoại nữa chị. Tại nhiều chị nhắn tin địa chỉ xong á, rồi cái điện thoại tới hồi shipper điện á, không có nghe máy, cái cũng trả hàng về, thành ra bên em phải điện thoại một lần nữa nếu chị nghe máy giúp em nha chị Bích Huyền. Bây giờ hai cái đầm đó chị xả, hai cái đầm xả ra rồi chị Bích Huyền chọn lại giúp em mẫu khác nha. Đây là cái áo trắng len này form to nha. Cái này là cái khoảng trời ơi 65kg bận vô tư nha ha. Rồi ai lấy thì comment giùm em là sao đi, phía sau nó có ngôi sao nè. 50.000, size lớn nhiêu ký vậy? Chị ơi tùy, lát em dơ cái đầm lên em mới coi size và em canh số ký cho mấy chị. Em không có biết, em chưa có biết cái đầm bên nó làm sao luôn. Thành ra em không có nói trước được cho mấy chị nha. Hồi nãy có ai lấy mà chưa cho số điện thoại thì chủ động cho em số điện thoại nha mấy chơi. Chị Thúy Vân gì á không? Chị Nguyễn Thị Trang mua cái gì ta? Số là Củ Chi, Hồ Chí Minh nha. Cái sao à, cái sao đây nè, cái sao dễ thương lắm luôn á. Chị Nguyễn Thị Trang cái sao 50.000. Trời ơi lên 50.000 mấy chị. Mua đâu mà có giá 50.000 này chị Trang. Mua là nhớ chia sẻ cho em nha. Em bán đầu like giá 50.000 cho mấy chế nào chia sẻ nha. Và mua đơn trên 100k giúp cho em dạ. Chị này hình như có mua không? Rồi tiếp tục cái áo này con to nữa nè. Cái áo này là 65kg. 65kg bận được hết nè. Ai lấy thì comment giùm em nâu. Nó rất là cái màu kem chứ. Trời ơi cái này nó rất là dễ thương. Nó đơn giản nhưng mà vải nó cực kỳ đẹp nha mấy chị. Đơn giản nhưng mà có vỏ công thâm hậu. Rồi ai lấy comment giùm em là nâu nha. Nâu hay kem gì cũng được nha. Chào vô Phương nha em. Cái màu kem này đẹp quá ha. Cái màu kem dễ mịn ghê luôn. Cái gì khoái ngon sao này lắm. Dạ đẹp mà rẻ hả chị? Đẹp mà rẻ mà sao không thấy kêu ủng hộ em. Trời ơi bán mấy cái này 50k thôi nha. Đúng rồi Thiến đang mặc tơ rê đất tung. Cái này là cái gì đây? Theo tiếp cho mấy chị đã không biết cái này cái gì nè. Mọi người chia sẻ like nha. Cái này là một cái đầm phơm nhỏ nha ha. Đầm cổ tim. Dây kéo nằm bên hông đây. Nhưng mà phơm của nó nhỏ. Cái này là cỡ khoảng 40kg trở xuống thôi. Phía sau bạn, phía sau là áo khoác nha. Rồi chị Thùy Trang một cái kem nè. Cái kem đó đẹp cực kỳ luôn á. Nè chị, cái này nè chị. Ơ, lộn cái kem là cái này. Rồi đúng rồi, cái gì phía sau. Dạ cái kem đúng rồi. Shop ở Củ Chi, Hồ Chí Minh nha bạn Tiên Nun.
Dạ em cảm ơn chị Ngu Trang. Váy chị mặc còn không? Váy chị mặc còn nha em, còn màu nữa nha, nhưng mà chưa biết là còn màu gì, cái bọc chưa có khui ra. Rồi, ai lấy cái này 40kg nè, này 40kg trở xuống thôi, sale cho mấy chế cái này 70.000 luôn nha. Cái này là chất của nó là chất gì đây? Chất này là chất thun nha, thun nhưng mà rất là dày dặn. Tắt mát rất là, trời ơi hàng đẹp nè ha. Rồi nè, sale cho mấy chị. Cái này làm ai có cháu mua cho cháu, cỡ khoảng 40kg trở xuống mặt đẹp nha. 40kg thôi, 40kg sale 70k. Dạ, ghi bằng được. 40kg sale 70k nha. Ai lấy thì comment giùm em là 70k. Cái cổ tim quá trời đẹp luôn ha. Cổ tim cực kỳ đẹp. Trời ơi, nó phối màu này rất là sang luôn á. Ai có cháu mua cho cháu gì nha mấy chị. Rồi 70k cái đầm này. Không ai tin được cái đầm này 70k đâu nha. Màu đỏ 43kg. Dạ 43kg mận bao đẹp cho bạn Moon Hà Lê nha. Cái 43kg là mận bao đẹp. Mấy người trên hỏi với chị mặc còn không kìa. Váy chị mặc còn, váy của em mặc còn á, còn màu nữa đó mấy chị ơi. Chị Ngô Trang khen là đẹp đẽ xuất sắc nè. Cái này liền nó đâu đây. Rồi cái đầm 70k có ai lấy không? Váy chị mặc bao nhiêu? Út Nghi Ngô ơi, váy chị mặc một lát bán đồng giá sốc hàng luôn. Mấy công chúa hai ba lớp giá sốc hàng nha mấy chị. Trời ơi, hồi nãy cái mọc đồ mình đem ra mình like hết rồi, thôi nghỉ like, giờ like đầm đi, nghỉ like áo rồi. Cái áo trắng này là body ôm nè ha, ai nhỏ nhỏ. Hà Nội lạnh lắm rồi hả chị Phạm Quỳnh? Hà Nội lạnh có áo len dày, em rất là thích áo len dày luôn, nhưng mà ở trong đây em bán có được. Không inbox luôn Hà Lê, bán trên like thôi, bán trên like chứ không có inbox em ơi. Được thì em xem trên like em mua luôn. Cái áo này là áo body ôm nha. Áo này có khoảng 55-56kg trở xuống mận đẹp nè. Ai lấy thì comment giùm em là lên lỗ đi. Nó có lỗ nha ha. Nó có lỗ cực kỳ đà lùng luôn, 50.000. Cái áo len này chất nó mềm chưa cần luôn mấy chị. 50.000. Không thằng ơi, 50.000. Tiếp tục một cái body tay dài. Body tay dài này là hình như con Nga nó dặn nè. Có cái này nè. Có, chị Thúy Dân mua cái áo màu trắng. Cái tay cái áo này của Nga nó dặn á. Rồi cái áo này là cái áo tay le rất là lạ luôn á nè ha, 50k luôn. Ai lấy thì comment giùm em là sọc đi. Nó là trắng sọc nha. 50k luôn. Rồi nha. Ơ cái áo này tặng nè, ai chia sẻ đi em tặng cái áo này. Nhớ là tặng phải đi chung, mua đơn hàng đem ship luôn nha ha. Ai thích cái áo này comment cho em mã tặng đi. Sao cái này 65-70kg bận được hết luôn. Tay có nó là xẻ, tay loa, dạng như tay loa vậy đó nha mình mới chết. Thích thì comment cho em tặng lên. Rồi bắt đầu em lên đầm. Khỏi duyên giá chị. Trời ơi trời. Cái áo sọc dễ thương lắm nè. Trời ơi, vô phương đi cái tặng kìa. Vô phương tặng nữa, Mỹ Trang tặng. Mỹ Trang, Nguyễn Thị Trang mã tặng hả? Mọi người nhà mã tặng nhớ chia sẻ giùm em nha ha. Tặng nhớ chia sẻ. Rồi, tiếp tục một cái áo dây 50k nè. Áo này là áo sọc nha mấy chế. Cái áo này mặc form rộng cũng đẹp này, mặc như em chỉ gì cũng đẹp. Còn mấy chế nào mà bự to mặc cũng đẹp luôn. Cái này 65kg vô tư nha ha. Ai thích thì comment giùm em là sọc nha. Sọc màu nha, sọc màu 50.000 nè. Bạn Vô Phương ơi, Vô Phương có mã tặng hôm bữa rồi, chưa có đi hàng, bữa nay dùng cho người khác nha. Nguyễn Thị Trang rồi nghe. Em chút xíu em coi là comment có mấy chế rồi lượt chia sẻ rồi em tặng nha. Ai thích cái sọc 50k comment cho em là sọc 50 nè. Tiếp tục một cái len màu nâu. Cái này là nó có lỗ phía trước rất là bụi luôn nha mấy chị. Cái len này đẹp cực kỳ luôn á. Nó có lỗ chấm nha. Sọc màu 50k cho chị Nguyễn Thị Trang nè chị. Nguyễn Thị Trang chị sọc màu 50k nha. Ủa chị thấy Xuân có bán hết nha nhiều không nhá. Ở phía sau lão khoác có bán hết nha. Xuân mùa xuân comment trước. Xuân mùa xuân hả? Ừ. Xuân mùa xuân, để em coi là comment nha mấy chế, đợi em chút xíu nha. Em bị nhảy comment. Trên máy em thì em thấy cái bạn Nguyễn Thị Trang chứ. À đúng rồi, xuân mùa xuân trước nè, sọc màu trước, sọc màu nè. Rồi sọc màu chốt cho xuân mùa xuân nha. Thấy nha bạn Như Ngọc ơi. Rồi nè,
Đây là một cái áo màu nâu, nó có lỗ lên, nó có lỗ chấm chấm rất là đẹp, mà sao thì không có nha. Thấy rồi em ơi, xương mùa xương trước nha. Rồi, ai lấy cái này comment giùm em là nâu nha. Nâu nè, cổ tim rất là đẹp luôn. 50.000 nha. Nâu cổ tim 50.000. Cái này không lẽ để tặng. Áo này 3 cái 100.000 nè. Ai thích thì comment giùm em hoa đi, 3 cái 100.000 nha. Hoa đỏ, hoa hoa xanh với hoa đen ha, 3 cái 100k, thích thì ghi 3 cái 100k. Rồi bắt đầu nha, em lên đầm của em đang mặc nha mấy chị. Hồi nãy cái màu đỏ để đâu ta? Chấm chấm đi, đang xem chấm chấm mấy chế ơi, cái màu đỏ nãy nằm đâu ta? Trời ơi chết rồi, em không biết cái đầm em nó màu đỏ nằm đâu, em dơ lên cái nào thì em nói cái đó nha mấy chị. Dạ cho em cái tát đồng giá trời. Ok, một đầm đang mặc luôn nha. Cái len nâu ai lấy đây, len nâu Vô Phương lấy cái len nâu đúng không? Nâu 50k cho Vô Phương này chị. Đầm công chúa nhiêu? Đầm công chúa 130. Đầm công chúa em bán đồng giá cho mấy chị 130k luôn nha. Rồi Xuyến Phạm 3 cái 100. 3 cái 100 nhiêu ký vừa hả? 3 cái 100 này 58 ký, 55 ký trở xuống vừa nha chị. 55 ký 3 cái 100 này trở xuống vừa nha. Rồi đầm công chúa em bán đồng giá 130.000 nha. 130.000 là rẻ lắm rồi mấy chị ơi. Vô Phương cái này là 50.000. chút xíu nghe nhiều nhốn nháo, chút xíu chị lên liền nha cưng. Đây là một cái màu hồng nha, gài nút ở phía sau đây. Đẹp ghê luôn. Ren rùa cá rổ. Đây là giống như một cái yếm nha mấy chị. Cho em cái dây thước em đo eo. Em đo cái eo nha. Có 130.000 à mấy chế ơi. Rẻ lắm rồi. Rồi cái này eo trên nha, eo trên là 70. Ai vừa eo trên, em đo eo trên thôi nha. Eo trên là 70 nè. Ai vừa cái eo trên này thì comment giùm em là hồng nha. Hồng, mã hồng nha. Trời ơi, cái ren nó rất là đẹp luôn. Cái lớp trong của nó cũng rất là đẹp. Có mút ngực mỏng nha mấy chị. Ai thích thì comment. Chào chị Ngọc Tố. Ai thích cái này comment giùm em là hồng nha. Mã hồng 130k nha. Hồng 130k, cái này giống như cái yếm vậy mấy chị ơi. Đẹp quá. Cái ren ở dưới rất là đẹp luôn. Em có thời gian thì em thử hết cho mấy chị xem. Có màu khác không chị? Chị Nguyễn Thị Trang kêu được cho có khác. Em like, hôm nay em like đầm công chúa đi, tí nữa em like áo khoác nha. Xong cái lô đầm công chúa này em like áo khoác cho mọi người. Đợi em nha. Đợi em một tí nha. Trời ơi, có thời gian, phải em có thời gian với em có mẫu rồi là em mặc thử mấy cái này cho mấy chị xem. Và mấy cái này lên form mới đẹp nè. Mã hồng nha, ai thích thì comment giùm em là mã hồng nha. Trời ơi, mấy chị thấy cái hình mẫu mặt nè. Đó. Em 52 ký vừa không chị? Em đo cái dòng eo đó, cái dòng eo trên là 70 đó nha mấy chị. 70 đó nha, cả khoảng 50-52, 52 ký bằng ôm á nha. Từ từ mấy chế ơi. Rồi ở phía trên bạn vô nó như thế này đây ha. Đây màu nâu nha, màu nâu nha mấy chị. Ai thích thì comment giùm em là nâu nha. Mã số 2 nâu nè. Dạ không có đồ bộ Tú Anh Phạm ơi. Phương Thị một em 56 ký hả, 1m52, 56 1m52, cái này không vừa nha em. Rồi em ra eo nè, cái này là 38 lận, 38 là 62 lận á, cái này rộng nè. 72 luôn. Ờ 38 là 72. Rồi 76. 38 76, cái này chị bằng vừa. Cắt trọng. Cái chị bằng 76 nha. 76 bằng eo của trẻ. Rồi cái màu nâu, cái màu nâu này có khoảng 53 ký, 53 54 ký bằng đẹp nè. 53 54 ký bằng đẹp nha, ôm đẹp nha. Rồi ai vừa số ký thì comment giùm em là nâu nha mấy chị. Trời ơi đẹp quá hả, mà có 130.000 à mấy chế ơi. Em thấy chỗ khác á,
chỗ khác đầu like nó chia sẻ quá trời luôn, nó bán gì có hai mấy ba chục ngàn. Rồi chốt cái nâu thì chị Ngọc Huỳnh đó nè, ai thích thì comment nâu nha. Em thấy đầu like nó chia sẻ nó bán quá trời luôn, lát nó bán lên 220 không á mấy chị. Màu nâu cho chị lụa nè. Rồi chị ghi giùm em đi chị. Rồi nâu bằng đậu hả mấy, lụa comment trước rồi, màu nâu mình là hết rồi. Tí nữa có màu khác nha mấy chị. Trời cái đầm này buộc cái nơ rồi trước nè. Quá dễ thương rồi. Cái đầm trắng này là form to nha. Tất cả cái này có mút ngực luôn nha, có mút ngực mỏng luôn. Đầm trắng này là ren nha, có đính cái gì chiếu chiếu rất là đẹp nè mấy chị. Trời ơi cái đầm trắng này là form này là form đầm trắng này là cỡ khoảng nãy em có thử cái đầm này rồi Ngọc, chị bật cách vừa Ngọc. 55 56 kg ha. Ký của chị đi. 55 thôi. 55 kg vừa cái đầm trắng này nha. Ai thích thì comment giùm em trắng nha. Trắng 55. Mã trắng 55 kg luôn ha. Trắng 55 kg mấy chị nhìn mẫu mặt nè. Mẫu mặt màu đỏ nè. Rồi 130.000 nha. Các bạn kia nó cái Ngọc Anh cho xem lại cái nâu hả? Cái nâu có người chọn rồi bạn Ngọc Anh ơi. Rồi trắng này ha. Trắng này 55 56 kg sẽ bận đẹp nè. Trắng này bận y như công chúa luôn á. Mấy chị ơi mua đi, gần Tết rồi, đi tiệc nhiều lắm. Em ship lại ngồi luôn. Áp thì một cái nó muốn sạch luôn ha. Linh Trúc một cái trắng nè. Có một cái, có một mẫu em tùy hai ba cái, còn có một mẫu em có một cái à mấy chị ơi, nên ai thích thì comment nhanh tay nha. Rồi giống cái màu trắng là có cái màu nâu nữa nè. 44 kg hả? 44 kg bận cái đầm như chị thì vừa nha Ngọc Quý. Cái đầm đó 44 kg mặt rộng nha em. Cái đầm tay dài. Tiếp tục một cái tay dài màu nâu nữa nè, giống y chang như vậy luôn á. Trời ơi nó ren hai ba lớp tùng tùng xè xè nè mấy chị. Thắt cái này lại. Rồi ha, cái này có khoảng 55 kg trở xuống bạn sẽ đẹp nè. Chào bạn Kim Nho. Cái này 55 kg trở xuống bạn đẹp, ai thắt cái nơ đẹp đẹp là giùm em nha, có mút ngực luôn nha, dây kéo sau rồi 55 56 kg trở xuống mặt đẹp nè. Dễ thương cực kỳ luôn, tay dài luôn, mặt kín đáo nha. Thích thì comment giùm em là nâu tay dài đi, không có bị lộn. Tại vì mã tay dài ít lắm nha mấy chị. Mà không vừa, không lắm mà. Em không biết nữa. 40 cân có mà Mai Mai. Rồi. Trời ơi, cái này giỏi chết luôn. Cái bữa nào phải bận cái canh hết quá chị Ngọc. Đẹp quá thấy bà luôn, không ai thấy phát hiện được. À, cái đầm màu nâu hồi nãy còn đó nè. Phải cái đó màu nâu không? Nâu mà. Rồi đúng còn rồi. Bạn gì á, bạn nâu của bạn. Này giống y chang mã này luôn nè, có không? Hà My á, đậu Hà My á. Đây, đây là một cái nâu giống hồi nãy luôn, em mới lục ra được nè ha. Ai thích thì comment giùm em là nâu nha, nâu lưới nha, ở trên của nó là lưới nha, mã nâu lưới nha. Ren hoa rất là dễ thương, hoa. Ren rất là đẹp luôn mấy chị. Ngọc Anh nâu tay dài. Rồi bạn Ngọc Anh một cái nâu tay dài nè. Ngọc Anh có số điện thoại chưa? Chưa. Cho em số điện thoại với địa chỉ nha chị Ngọc Anh ơi. 130.000 quá rẻ rồi á. Đậu Hà My em lấy nè. Đậu Hà My chốt cái này đúng không? Chốt cái nâu lưới này ok nha. Trời ơi 130.000 rẻ lắm, mút ngực của nó mỏng dễ mặc nha mấy chị. Cho chị số điện thoại luôn Đậu Hà My ơi. Có số của Đậu Hà My kìa. Đậu Hà My có số hả chị? 0987. Cho số điện thoại với địa chỉ. À mọi người ơi, nhớ là bên shop em á, nâu em hết rồi, cái nâu đó em hết rồi. Bên shop em có quy tắc là phải điện thoại chốt hàng nha, nên mấy chế vui lòng nghe điện thoại giúp em nha. Xuyến Phạm ơi chọn mẫu khác dùm cho em đi, em hết mẫu đó rồi, từ từ em lên mẫu tiếp nè. Ô cái màu đỏ nha, ren đỏ nha. Ai đang xem cho em xin chấm 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 đi. Rồi thấy số điện thoại của chị Ngọc Anh rồi, chị Ngọc Anh có cái tay dài. Đúng rồi chị Ngọc Anh có cái tay dài. Không có sai chị ơi. Một cái nó một mẫu thôi, nó không có sai nha. Trời ơi cái đầm con, cái đầm này mới đúng là đầm con chúa. Đuôi cá. Đuôi cá nha, đuôi cá nha. Màu đỏ đuôi cá nha. Còn đang xem cho em xin chấm đi mấy chị. Đỏ đuôi cá để em cho mấy chị xem cái hình mẫu mặt nè. Đây là cái hình mẫu mặt nha. Đó. Rồi thấy địa chỉ của bạn Hà My nha. Cái này có khoảng 54, 55 kg bận đẹp nha. Đó,
đầm đang mặc có màu khác nha em. Đầm đang mặc có màu khác nhưng mà giờ không biết nó nằm ở đâu, từ từ lai tới. Không có màu nâu nhưng mà hình như có màu đỏ. Rồi ai thích cái đỏ này comment giùm em là đỏ nha. Đỏ xòe nha, nó là xòe đuôi cá ở phía dưới nè. Đỏ xòe nha, có khoảng 55kg trở xuống, 55-56kg gì đó, nhích nhích chút xíu bạn đẹp cái đỏ này nha. Cái đỏ này lên là như công chúa luôn. Em không có thời gian, em có thời gian á. À đầm công chúa, em không có hai dây nhưng mà em có yếm nha Khang Khang, em có yếm nha. Đầm thun rộng không có mà có đầm len rộng, em rất là nhiều đầm len rộng nha bạn Đậu Hà My. Đầm len của em cũng rất là rẻ, có 89k thôi. Rồi cái đỏ này rất cái đỏ. Mấy đẹp. Người hỏi cái đầm trắng em bận còn màu khác không nhiều kìa. Mà đâu có đâu không? Hết rồi. Đầm chị đang mặc có màu khác không? Hình như là mình mặc rồi nó mới lên form, còn dơn gì nè mọi người không có thấy. Nhưng mà cái đầm công chúa thay ra thay vô nó tốn thời gian lắm. Nó không có như mấy cái đầm len mà dễ mặc mấy chị ơi. Đỏ nha, cái đỏ nó đẹp cũng chết mà không ai thấy được cái sắc đẹp của nó chứ vậy. Cái bạn Đậu Hà My là kêu gọi đi, đừng có nhắn tin Facebook, phải hết đọc lắm nha. Dạ cho số điện thoại cho em nha. Có rồi. Ngọc Anh hỏi còn body không trời. Body còn mấy chị ơi. Đây nè. Trời ơi. Công chúa nghe, ai thích cái này comment giùm em là nâu ngọc trai nha, nó có đến ngọc trai phía trước nè. Cái này mút ngực cũng rất là đẹp trời ơi. Đẹp lắm nha mấy chế, xè lắm nha mấy chị. Đẹp quá à, để em đo cái eo này coi. Em đọc eo nha mọi người. Eo này là eo trên nha. Rộng mà. 35-70. Eo trên của nó 70 là trên đây nè. Cái đầm này giống eo trên 70. Cỡ 70 là cỡ dòng của chị nè. Dòng trên á. Rồi ai thích cái này nâu trai thì comment giùm em là nâu trai 130k nha mấy chị. 130k trời ơi. Em bận nó mới lên form mà cầm gì mấy chị không thấy được. Nhỏ hơn chị. Thay ra thay vô nó rất là chật. À chị Ngọc Tố ơi, em có cái áo khoác này nha. Chị thích thì chị ơi, chị thích thì chị coi liền nha. Tại vì em soạn ra được còn có một cái này à. Còn mấy cái khác ấy ha chị Ngọc Tố ha. Đây là cái khoác len nè. Khoác len form dài nè. Rồi khoác len form dài. Đó chị Ngọc Tố thấy thích thì ok nha. Nó có một form thôi, một form như vậy thôi. Bận vô sang cực kỳ luôn á. Rồi cái nâu trai nè, ai lấy thì comment giùm em là nâu trai nha. Nâu trai nha, bận vô giống hệt công chúa luôn. Xòe y như công chúa luôn. Tại vì em... Từ từ, chị mới thấy... Em không có thời gian để em thay da thay vô mấy chứ ơi. Thông cảm nên mấy cái đầm công chúa này thay nó lâu dữ lắm. Chia sẻ bài viết giúp em đi, ai rảnh tay, ai rảnh một tay thì chia sẻ bài viết một lần giúp em đi. À, em có cái đỏ trai nữa nè. Em tên gì? Chị Ngọc Tố, em tên gì? Dạ chị cứ kêu đậu đậu đi chị ơi. Chị kêu em đậu đậu đi. Trời ơi, em có cái đỏ trai nữa nè. Chính giữa này á là nó không có lót nha, nó lót ngực, nó lót phần ngực rất là chắc chắn. Nó đẩy eo như vậy nên mấy chị nhìn vô sẽ cảm giác cái eo nó nhỏ hơn ha. Đỏ xòe, ai thích thì comment giùm em là đỏ xòe nha. Hồi nãy là màu nâu xòe, bây giờ là đỏ xòe nha. Bạn rồi. Chị thấy bình thường mà. Có ai điện. Chị Su hỏi cái gì ta? Vô nha em, có nha chị Su nha. Chị Ngọc Tố hỏi kiếm cái ngắn, em còn có một cái đó, còn mấy cái ngắn ngắn kia từ từ em tìm ra nha mấy chơi. Rồi nha, cái này là cái đỏ xòe nha, ai thích thì comment giùm em đỏ xòe nha. Mấy cái này là 55kg hả? Trời ơi 55kg bận vừa mấy cái này hết nha mấy chị, 55kg trở xuống nha, 55kg trở xuống. Ai mà lùng lùng có khoảng 1,5m gì đó là bận ôm nha, ôm thấy đẹp mà. Chào mấy chế mới vô. Rồi nha ha. Đỏ xè ở trên ngực còn đính ngọc trai nữa. Em có thời gian em đi thay liền cho mấy chị. Ơ. Sao chị Ngọc?
Hồi nãy có ai hỏi cái đầm 2 giây, bây giờ lòi ra cái 2 giây nè. Quanh á. Với các bạn tại là 60kg trở lên. Chia sẻ chắc chắn. Đây là cái dây nha. Cái dây công chúa ở trên đính rất là dễ thương luôn nè, cũng xòe luôn nè. Ai thích cái này comment giùm em là dây trắng nha. Trời ơi. Cái dây này á, mấy cái này là có khoảng 55kg trở xuống là bận đẹp ha. 55kg trở xuống, 55kg trở xuống là hốt hết mấy cái này cho em đi mấy chị ơi. Đi thai đi. Dạ. Đi thai. Đi thai hả? Đi thai cực lắm luôn á. Đi thai cái đó hơi thở luôn. Em kiếm, ơi chị kiếm cho em cái đầm nào nhỏ nhỏ em bận dừa đi thai coi. Mấy cái đầm này em bận rộng luôn à. Có cái đầm này nhỏ em bận dừa nè. Hình như em thay nha, mấy chị có thấy phơm á, ai lấy cái này comment giùm em là trắng dây nha, trắng dây 130k. Cái đỏ như cái sàn nó nhiều đó. Cái đầm này là giống em nè. Eo 76 là gần bằng chị rồi đó. Bằng chị Ngọc hả? Eo 76 bằng chị Ngọc thì bằng vừa hết rồi. Ngọc. Đám cưới cho cái mặt rộng cái gì à, ngắn không chắc. Trời ơi dễ thương nè, má kêu luôn á, để dành nữa thật. Trời ơi chị bận được không? Không chặt không? Ừ. Chặt bán đi. Rồi nha, ai lấy cái này cái đầm giống em mặc luôn nha, 130k nha, nó là màu nâu nhanh tay thì còn nha mấy chị. Cái này là ăn thua cái eo trên của mình nè đó. Em mặc eo trên rộng, em nghĩ mấy cái đầm này có khoảng 54kg trở xuống là bạn đẹp nha ha. Rồi ai lấy cái này thì comment giùm em là nâu đi, nâu đi em biết nha, nâu nha, giống hệt cái đầm của em mặc luôn á, y chang, y chang đầm của em mặc luôn mà nó màu nâu ha. 130k mấy chứ ơi, giá em có ghim á. Trời ơi, thật sự sao nó đẹp mỹ miều mà mấy chị không thấy được cái sắc đẹp của mấy cái đầm này. Không lẽ em đi thay ra thay vô. Có 130.000 thôi, nó rẻ lắm rồi. Em thấy chỗ khác đang bán cái giá 200 mấy, không hà, 220, 208 gì đó. Thương tâm nó hỏi nha. Áo len công chúa. Trời ơi. Hôm nay có bán áo len không công chúa. Này có bán áo len không công chúa hả? Chắc bữa nào không bán áo len quá à, lai lô đầm này à. Bạn Moon Lê Hà hỏi có màu đỏ, cái gì màu đỏ chị ơi? Màu đỏ hồi nãy chị có lai rồi đó em. Màu đỏ là mẫu khác. Coi đỏ lại. Thúy An Nguyễn hả? Coi đỏ lại hả? Đỏ này là đỏ xè nè đúng không? Dạ để em vô cho chị coi đỏ lại nha. Chị Niệm Lam đây cái đỏ xè nha chị. Trời ơi xè nè, ở trên đính ngọc trai nha, không có sợ mỏng đâu, ở trên đính ngọc trai nha, ngực có lót hết ha, đẹp muốn chết luôn, mặc vô là đẹp nổi xuất sắc trong bữa tiệc luôn. Chào bạn Mua Lê Hà, em mới vào đây là đỏ xè, ai lấy thì comment giùm em là đỏ xè nha. Đồng giá 130k mấy chị ơi, khỏi cần hỏi giá lên xuống gì chơi, người ta còn chia ra đầm dài đầm ngắn hay là đầm. Chị Niệm Lam lấy kìa. Dạ anh chốt cho chị Niệm Lam nha ha. Cái đỏ này rất là đẹp. Đầm đỏ hay là đầm đó, cho chị xem lại đi em. Em vừa không chị kìa. Mấy chị phải tự canh sai giúp em, hỏi em lại em không nhớ. Rồi nha, cái đầm ngoài cái đầm đỏ thì em có cái đầm màu nâu y chang như luôn, đính trai nha, nhưng mà nó màu nâu nha. Chị xả cáo của chị Thúy Vân ra giúp em chị. Ở đây. Dạ xả ra đi chị. Rồi nha. Ai cái đầm hồi nãy màu đỏ, còn cái này là màu màu kem màu nâu gì đó, thích thì comment giùm em là kem nâu nha. Cỡ khoảng 50-55kg trở xuống là bận vừa hết. Chị xu bận vừa á, chị xu bận vừa á, chị xu chờ hai cái like rồi hả? Trời ơi trời, ráng chờ giùm chị mới đi, giờ rảnh chị hốt cái mấy cái này đỏ xè em hết rồi. Bích Quyên Dương ơi, em còn màu kem xè đó, comment giùm em là kem xè đi. Thật sự cái kem này rất là đẹp nè, mặc vô nó sáng da ha. Rồi nha, đỏ xè, kem xè. Cái hai dây màu trắng xè nè. Tú Anh Nguyễn không thấy gì hết hả? Cái chị đang mặc 40kg vừa không? 40kg bận vừa nha, lavender tím.
Đây là cái hai dây xòe nè, hai dây trắng nè. Ai thích thì comment giùm em là dây nha. Dây trắng nha, dây trắng. Cũng xòe rất là đẹp luôn, tất cả có mút ngực nữa này nha mấy chị. Cái dây này á vừa ở phía cái trắng này á nó đổi nâu kìa. Chị Niệm Lam đổi nâu em. À chị Niệm Lam đổi nâu, vậy là cái đỏ hồi nãy có ai lấy đưa cho người đó đó chị. Này đúng rồi. Đúng rồi. Vậy là cái đỏ hồi nãy ai lấy đỏ rồi xe. Đó Bích Quyên Dương á. À chị Duyên giùm em Bích Quyên Dương. Bích Quyên Dương có số điện thoại luôn á chứ. Thấy không? Đấy. Dạ đồng giá em có ghim giá đó chị Bảo Trâm ơi. Em có ghim giá chị Bảo Trâm. Giá ở phía dưới 130k đồng giá nha mấy chị. Có ai bị thoát like thì vô like lại giúp cho em đi nha. Tại vì mạng cái này nó bị chập chờn lắm, nó ra vô à. Còn đang xem cho xin .. đi nha. Su ơi, su bận vừa mấy cái này hết mà. Đây là cái hồng này, trời bận cái này vô sexy kỳ luôn nha ha. Đẹp lắm luôn á, cái hồng này thật sự đẹp lắm nha mấy chị. Nhưng mà với điều kiện ở trong mặc áo ngực dán giùm em nha. Áo ngực dán giùm em nha. Rồi hồng này 130k nè. Thích cái này comment giùm em là hồng 130 nha. Mặc cực kỳ sexy luôn. Gãi len ren của nó rất là đẹp nha. Cái này con canh bận là hết sảy luôn. Hồng nha, ai thích cái này comment giùm em là hồng nha mấy chị. Có màu đen nha Lo Nguyễn ơi. Shop ở Củ Chi, Hồ Chí Minh nha Bích Quyên Dương. Shop em có ship hết mấy chị. Rồi ai thích cái này comment cho em là hồng nha. Trời ơi cái hồng này nãy bận cho con canh là mấy chị dành vô hết hồn luôn. Ngọc Anh hỏi còn body không chị? Trời mấy cái này là body hết nè. Ủa body hồi nãy mình có dơ lên mà. Còn body nha Ngọc Anh. Còn trắng xè như chị mặc không hả mua lên hà. Em lấy cái của chị mặc đi. Ủa của em mặc, của em dơ lên có cái nâu mà mấy chị không thấy nó đẹp hả? Đây nè, cái đầm giống như em mặc là nó màu nâu nè. Đó, nó màu nâu nè. Trời ơi mấy cái đầm này 55kg trở xuống mấy chị bận đẹp hết. Tại vì á ngực của cái phần may của nó nằm trên eo của mình, trên bụng thì em không có sợ chật cái chỗ đó đâu. Rồi nè ha, nâu nè, như em mặc ha. Rồi comment giùm em là nâu nha. Nâu đi. Nâu mặt. Con sâu nó chị lựa cái nào hợp với em trời ơi. Sao biết bé sâu. Em lựa giùm chị đi, chị đâu có biết đâu. Giờ mấy chị ơi, ai thích cái trắng xè của em thì comment giùm em là trắng nha. Từ từ, cái Nguyễn Phương còn hỏi con màu khác không nha. Từ từ. Dạ màu nâu nè chị Nguyễn Phương, các em mặc còn màu nâu nha nè chị. Ai thích các em mặc màu trắng thì comment giùm em là trắng, màu nâu thì comment giùm em là nâu. Hay là cái like này em chưa có. Trời ơi xè còn rất là nhiều mấy chứ ơi, xè hay body gì cũng còn rất là nhiều hết trơn á. 130.000 rẻ thúi dở bèo. Màu không? Rồi mua Lê Hà lấy màu trắng nè. Trắng nào? Trắng trắng em đang mặc các chị. Ok nha bạn mua Lê Hà. Trời ơi đây là một cái. Ở trên đây là nó là yếm nha mấy chế. Ở trên nó là yếm nha, có đính ngọc trai nè. Ở trên nó là yếm. Cái đầm này có sợi dây này mấy chị buộc cái eo thắt cái nơ giùm em nha. Rồi comment giùm em là đỏ đi ha. Đỏ yếm đi, nó cái yếm như vậy nè. Đỏ yếm nha mấy chị. Trời ơi đẹp lắm. Đây ha, đỏ yếm. Đỏ yếm này nó ren của nó là ren tầng nha. Tại vì em là 1m6 thành ra nó mặc ngắn á mấy chị nè, cỡ 1m5 hay 1m55 thì mặc tới gối ha. Rồi nha mấy chế, đỏ yếm nha, đỏ yếm đính trai ở phía trong có lót nè, tất cả đều có lót hết nha, có lót và mút ngực hết nha. Gì chị cho em xem cái nào đi em cướp nè. Huy Sơn hả? Mấy cái này mặc đi tiệc nhẹ được nè Huy Sơn. Rồi nha, đỏ này có sợi dây nha. 55kg mấy chế. 55kg mà mày là cái size nó bình thường rồi mấy chị ơi. Nói chung là mấy cái này mình không có size lớn. Em cũng có size lớn nữa, size lớn. Rồi đỏ nha, thích cái đó thì comment giùm em là đỏ nha. À cái màu đỏ đó là em có màu nâu nữa nè. Cái đỏ dây đó là em có màu nâu nữa, đỏ yếm chứ, nó lộn. Ha, đây.
tầng nha. Yếm nha, trời ơi. Mấy chị nào có ngực mặc yếm nó sẽ rất là đẹp. Đi đưa dâu có tay kìa. Đi đưa dâu Huy Sơn ơi, đi đưa dâu có cái đầm có tay á bạn. Lavender tím lấy trắng đang mặc. Có rồi. Người lấy hả? Màu trắng có người lấy rồi, là lavender tím rồi hết rồi. Moon Lê Hà lấy cái trắng của em nha. Moon Lê Hà lấy trắng rồi. Rồi mọi người ai lấy cái này thì comment giùm em là yếm nha. Yếm nâu, em có màu nâu với màu đỏ nha. Yếm của nó đính trai nè. Đó. Cái yếm này là form nhỏ nha. Cái yếm này là form nhỏ cỡ khoảng 47kg trở xuống bận vừa cái yếm này nha. 47 hay 48kg gì đó, trở xuống bận vừa cái yếm này. Mấy cái đầm này nhỏ 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 nhỏ. Đây nè, đi đưa dâu có cái đầm có tay, chị dở lên giùm em cái đầm này. Rồi nha. Cái này thì nó lịch sự hơn, nó lịch sự hơn, đi đám tiệc kiểu lịch sự hơn nha. Thích thì comment giùm em là trắng tay dài đi. Nó có một cái này tay dài nha mấy chế, trắng tay dài nha. Cái này rộng có khoảng 55, cái này có khoảng 56 57kg á, nhích nhích 58kg bận cũng được nha. Trở xuống sẽ bận đẹp cái này. Rồi chị Ngọc có điện bận thì nó. Em phun với cái mẫu mới. Để đọc comment đi ra. Ngọc Hải Nguyễn cái gì chị? Shipper lấy mà hàng chị không có nhà, chị nói lưu lại cho mà không biết họ có luôn không. Chị ơi điện thoại cho shipper giùm em đi, để shipper trả hàng là em lại tốn tiền còn nghiệp em chị ơi. Thủy Phạm lấy cái trắng tay dài kìa. Rồi bạn Thủy Phạm cho em xin số điện thoại với địa chỉ nha Thủy Phạm. Đồng giá 130k nha mấy chế. Trời ơi, này nó đẹp nè. Nó có một cái sợi dây nữa. Nó có một cái sợi dây nữa, thành ra nhìn giống như là cái eo. Nhìn giống như là một cái eo ở bên đây nha mấy chị ha. Cái sợi dây nó đính vô luôn. Rồi ai có cái mông to thì bận vô nó xòe ra rất là đẹp nha. Cái này rộng nè. Ố cái này không rộng đâu. Cái này là cỡ khoảng 54kg trở xuống, 52-54kg trở xuống bằng đẹp nha. Chị Sơn lấy cái này nè, dễ thương nè. Cái này dễ thương. Ừ. Nó có cái nơ nó lạ ha. Ừ. Ủa chị Su em lấy cái này đẹp nè chị Su ha. Thích thì dặn chị cái này đi. Không biết nó chịu màu đỏ không nha. Cái này chị Su bận đẹp. Cỡ khoảng 52-54 cái trở xuống bận ôm đó nha. Đẹp lắm em mấy chị. Nó có cái ở phía dưới cái xẹ của mình nó có giống như là một cái sợi dây vậy đó. Trời ơi phải nãy bận trong canh mấy cái nổi này. Góc mình ở đâu ghé luôn. Sao chị? Eo 46-50 đâu có đâu chị, 46-50 là số ký chị ơi. Eo của ai mà nhỏ dữ thần, đâu có có mà eo 46-50. 46-50 là em đọc số ký đó. Ủa sao chị chưa thấy chưa? Chị Hân Ương khổ lắm, đâu có eo ai mà 46 đâu chơi. Chơi là chơi. Kiều Anh Phan Tâm ơi đọc comment. Thủy Phạm trắng tay dài không thấy chứ thôi. Em đọc cái đó là số ký á mấy chị ơi. Đây một cái đầm hai dây nha. Hai dây xòe nha. Trời ơi, mấy chị nào mà thích, mấy chị nào nhỏ nhỏ con á, mấy chị nào nhỏ nhỏ con tại đầm công chúa là dành cho mấy chị bé bé, mấy bé nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Rồi. Hai dây trắng, hai dây đỏ nha. Thấp thì comment giùm hai dây đỏ cái sợi dây này để buộc cái nơ lại nha. Cái đầm hai dây đỏ này đừng có lo và chặt rộng chân á. 56 57 kg bằng được cái hai dây này hết nha. Em thấy số điện thoại của Thúy Phạm nè. Rồi, ai thích cái này comment giùm em là đỏ dây nha. Mấy con bé nào mà bận được, mấy con bé nào thích ngắn ngắn đó là bận được mấy cái đỏ dây này rất là đẹp, mặn vô dễ thương dữ lắm. Rồi, lên màu đen đúng không? Để em lên màu đen nha. Rồi, thấy địa chỉ của chị Thúy Phạm luôn. Em đọc cái đó là số ký cho mấy chị á. Lên màu đen đi. Kiểu này có mặt hết không kiểu đỏ không? Kiểu này ta. Dễ thương quá nè. Trời ơi dễ thương lắm luôn á. Cái này có khoảng
50kg, 52kg trở xuống là bạn vừa nha. 50, 52kg trở xuống bạn vừa. Ôi trời, nhất xíu này cũng không được, cũng sao. 54kg cũng không sao nha mấy chị. Hết thì comment giùm em là đen nha. Đen nha, 54kg trở xuống bạn đẹp nha. 54kg trở xuống là bạn đẹp, màu đen. Nó 2-3 tầng, ở trong có lớp lót hết nha mấy chị. Thúy Phạm giao chung với cái kia luôn kịp không hả? Cái kia là cái nào Thúy Phạm? Cái kia là cái nào chị? Nãy giờ mới có con cái không biết có gì. Nãy giờ có con cái à Thúy Phạm ơi. Chị đó có đơn trước của em không? Ủa chị có đơn cũ của em không? Chị có đơn cũ của em không chị? Cái này là eo ngực nha. Chị Niêm Lam mấy cái đen rồi đó. Rồi chị Niêm Lam chốt rồi chị Niêm Lam cái đen nè. Ok. Rồi ngoài cái màu đen đó em còn màu đỏ nữa nè. Y chang vậy luôn là màu đỏ nè. Đây. Y chang như vậy luôn mà màu đỏ luôn. Khối cũng rất là đẹp. Nè mấy chị nhìn người mẫu mặt nè mấy chị. Rồi thích thì comment giùm em là đỏ nha. Đỏ đỏ đỏ. Eo này bao nhiêu ạ? À? Để em đo cái eo này là eo ngực nha, chứ không phải là eo bụng đâu. Đơn giản không? 37 35, 70 70 không? 72 72 nha mấy chế, trời cái eo ngực 72 là to rồi, 72 nằm trên đây luôn nha. Chứ không phải là eo bụng của mình dưới đây đâu, có khoảng 52-54kg bận là đẹp đó. 54-54kg bận đẹp đó. Đơn trước shipper đang giữ. À, Thúy Phạm, vậy là shipper đang giữ rồi, em không có đi nha, em chưa có đi đơn này chị. Đơn đó shipper giữ là shipper đi á, shipper sẽ đi nha, còn cái đơn này đơn này bên em chưa có đi chị ơi, ngày mai chứ không kịp á, chị cho địa chỉ bên quận 10 đi em lấy cũng được. Em giao địa chỉ bên quận 10 cũng bên quận 10 đi nha chị. Rồi nha, cái đỏ ai thích này comment giùm em là đỏ tầng nha. Mấy cái này chị Xuân hỏi em 50kg vừa không chị? Cái nãy trời ơi. Cái nãy là cái nào chị? Cái con miếng đỏ hay nè. Cái miếng đỏ đắp 50kg đó vừa nha chị Xuân. 50kg vừa em. Cái số ký 50kg nó dễ mặc đồ lắm, 50kg vừa mấy chị ơi. Chị nhất cái số chị còn bận vừa túc lút. Ờ, chị 52 phải không? Chị bận vừa cái kia túc lút. Đây nè, hồi nãy màu đỏ, bây giờ có cái màu nâu nữa nè. Ủa em về á, hàng mới về nên tem chưa có phân kịp nè. Có màu nâu bột bên đây nữa nè. Cái bột này mấy chị mặc vô á mới thấy phơm, tại để gì nó sẽ không thấy phơm nha, mặc vô nó sẽ thấy phơm. Cái gì chị? Cái đỏ giống vậy, chị Xu lấy nè. Em coi cái đen giống như chị đó. Cái đỏ em cần. Cái này lấy, cái này lấy. Rồi không biết luôn, ai lấy cái không khác chị. Rồi ai lấy cái kem này thì comment giùm em là nâu đi nha, nâu nha. Xíu Phạm một cái nâu nè. Chị Xíu Phạm có thông tin cho chị. Chốt cái nâu này cho chị Xíu Phạm nha. Xíu Phạm mới lên số điện thoại. Dạ rồi em lấy số điện thoại cho em dòng địa chỉ luôn đi chị Xíu Phạm ơi. Đẹp lắm mà nó dễ mặc nữa, nó đơn giản, nó không có cầu kỳ nên nó dễ mặc nha. Đậu Hòa My ở sau lưng chị em thấy có sọc. Đúng rồi em, sọc đó là đầm nha, sọc này nha, sọc này là đầm nha, còn sọc bên đây là áo nha, sọc bên đây là đầm. Dạ đồng giá 130k nha chị, đỏ tầng. Con su là đỏ tầng đó chị ơi. Đỏ tầng là cái này nè. Ok, đỏ tầng nha chị Su. Rồi chị Su một cái đỏ tầng đây. Em vô tiếp hàng nha mấy chị. Nâu bích coco, em hết cái đó rồi chị ơi. Nâu mẫu đó em hết rồi, giờ em còn mẫu khác, từ từ em lên rồi em quay lại nha. Trời ơi, mặc vô nó lên phơm dữ lắm nha. Cái này là một cái yếm nha. Yếm sợi dây này là mấy chị buộc cái nơ lại gì nè ha. Buộc cái nơ thắt eo lại gì. Trời ơi em thiệt tình chứ phải có người hay ra hay vô nó dễ. Rồi ai thích cái này comment giùm em là nâu đi nha. Thắt cái à. Trời ơi sắp sửa là rớt rồi. Đó xè nha, xè tầng. Mặc xuống kéo, nhớ kéo. Rồi thích cái này thì comment giùm em là xè nha, nâu xè nha. Ở trên của nó phối ren,
khối ren nè, có đính cái này. Cái này mấy chị thích thì mấy chị ấy, mà không thích thì mấy chị gỡ ra. Nó có cái ghim dài nha. Xè, comment giùm em là xè nha. À, Xuyến Phạm lấy một viên nịch 50k luôn nha. Dạ ok chị Xuyến Phạm. Sao chị Xuyến Phạm biết có viên nịch đi trời. Chắc em, có theo dõi thường xuyên. Em cũng không hiểu sao mấy chị. Chị Xuyến Phạm ơi, cái nịch, cái đầm của chị Xuyến Phạm màu gì vậy chị? Màu nâu. Màu nâu em lấy được cái nịch này đẹp, bát cháy thì chết luôn. Này chị. Rồi, chị Xuyến Phạm một nịch nha. Rồi ai thích cái này thì comment giùm em là xè nha. Xè, yếm xè đi, yếm xè đi. Yếm xè, trời ơi, cái yếm này ở ngoài nó đẹp hơn trong hình. Vô mày vô tay hot girl mặt chụp hình bán là mấy cái này phải lên giá 220 nha mấy chị, chứ không có 130.000 đâu. Chứ không có giá 130.000 đâu. Không có TV, muốn comment nè. Muốn comment. Em đi đứng comment nè, ai đang xem thì em xin chấm 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 đi mấy chị. Lại đứng comment. Chấm, tôi chấm. Tôi chấm mẹ nhất. Nhất xanh chùa. Cái ghen này dễ thương quá nè. Giò nha, trắng nha. Đừng có sợ mỏng mấy chị ơi. Ở trên đó, của nó đắp ren như thế này. Đắp ren nổi nha. Thích cái này comment giùm em là ren á. Thích cái này. Trời ơi, trắng này lên hình nó đẹp ghê luôn. Rồi nha. Cái này là cỡ khoảng 54kg, 55kg trở xuống mặn đẹp nè. Ship Bình Dương bao nhiêu Nga Phạm ơi? Em không biết tiền ship bao nhiêu đó chị ơi. Có thể là 30, có thể là 35 nha. Bình Dương là 30, 35. Thì Linh ai à? Ai đem cái xe chị coi thử. Thì Linh ơi là ai? Đem cái xe coi thử là ai. Rồi chị ghi Thì Linh giùm em đi chị. 130 ngàn rẻ muốn chết rồi. Hết cái trắng này comment giùm em là trắng nha. Trắng đen nổi, ở phía trên ngực của nó đắp đen nổi. Trời ơi cái đen. Mấy chị nhìn cái ren áo thôi là đã ăn tiền rồi nha. Trắng ren nổi. Em thấy cái form, mấy cái dạng form 54-55kg á, mấy chị nhích nhích chút xíu không sao. Ăn bữa đi tiệc đừng có ăn nhiều quá là 55-56kg chen vô lọt hết nha mấy chị. Ủa thì lên nè, nói chuyện sao chứ? Hỏi thì lên nói chuyện máy á, thì lên thôi. Thì lên nói công ty mà ở chuyện máy vậy. Công ty nè chị. Ôi trời ơi, cái đỏ, đỏ cái đỏ này vừa xè mà vừa yếm luôn nha mấy chị. Ở trên là yếm nha, ở trên là yếm nha. Đây. Ngoài sau dây kéo tất cả là ngoài sau. Trên là yếm đây, ở dưới là xè nha. Mặc vô phải giống, phải nói là công chúa luôn. Xè 2-3 tầng, 2-3 lớp gì nè. Rồi, ai thích thì comment giùm em là yếm đỏ nha. Hay là đỏ xè gì cũng được, đỏ xè. Dạ có mấy chị ơi, có đầm tay ngắn. Hồi nãy giờ em có dơ lên nữa đó. Thì Linh bỏ. Rồi ok nha em. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là đỏ xè nha. Đỏ xè. Ở dưới xè bồng bền dữ lắm luôn á. Cái eo này nó không lót á. Mục đích của nó là làm cho mấy chị thấy cái eo của mình nhỏ lại á. Nhìn cái eo của mình nó sẽ nhỏ lại so với cái đầm, chứ không có lót là vậy á. Còn đang xem cho em xin dài chấm đi mấy chị ơi. Trời ơi trời, có 130 ngàn quá rẻ rồi, sao tụt quy hoài vậy. Tụt chứ không. Em cũng chả biết sao tụt chứ thật ơi. Đây là một cái yếm đó nha mấy chơi. Mặc cái này là đúng là công chúa thiệt luôn nè ha. Cái yếm của nó, cái miếng trắng trắng này là giặt sao á. Mặc giặt sao nó sẽ dài, nó sẽ phủ nè ha. Trời ơi nó đẹp. Ren nói, ở phía trước là ren, ở trong có mút ngực luôn nha mấy chị. Phía trước là ren nè, ở trong có mút ngực. Tất cả đều có lót hết. Lót 2-3 lớp hết, kim sa, kim tiết, cục lụ vậy đó. Thích thì comment giùm em là đuôi cá đi. Cái này là một cái đuôi cá nha. Đuôi cá, trời ơi 130 ngàn. Bán là nó bằng. Bán là chị lấy, chị lấy view, lấy like của mấy chị thôi á. Chứ thật sự mấy cái này là không có lời gì đâu. 130 ngàn mà lời gì giờ. Thành ra mấy chế lụm mua để dành đi. Từ đây tới Tết rồi có rất là nhiều tiệc nha. À,
cái đỏ đó là em có màu trắng y chang cái đỏ này luôn nha ha. Màu trắng nè, ai thích trắng thì comment giùm em là trắng nha, y chang như vậy luôn. Cái đầm đỏ này có form 56kg chang vô lọc tóc không. Còn như vậy Bích Nguyên Dương nuôi cá. Bích Nguyên Dương nuôi cá, dạ nuôi cá đỏ đó. Bích Nguyên Dương có đơn rồi đúng không? Có một rồi, Nguyên Nguyên lại bọc giùm em đi. Quá rẻ rồi mấy chị ơi, 130.000 mấy chị lụm đi. Rồi nha, cái này là cái đuôi cá trắng nè, mặc vô y như con súa luôn. Mấy cái form này á, trời ơi mút ngực mặc vô rồi. Kính đáo lắm mấy chị, đừng có thấy ren như vậy mà sợ hở nha. Không có hở đâu. Đây là cái đuôi cá trắng nè. Mấy chị mua cái này á, kèm theo nghìn lịch ngọc trai bên em cũng rất là đẹp luôn. Phối với nghìn lịch ngọc trai nè, co giãn, ngọc trai co giãn mình nên bao nhiêu ký bận cũng được ha. Rồi ai thích cái này comment giùm em là đuôi cá trắng nha. Mặc cho nó xòe tùng xòe như là. Ê em bận cái này đi đám cưới. Đẹp á. Ê chùa cái này là. Dục cái đi. Nè còn cái cắn nữa. Chùa cái này lợi đi đám cưới đi. Bận vô nó lạ, nó giống ai. Nhưng mà nó kiểu này là lạ đẹp nha mấy chị, chứ không phải là lạ thấy ghê đâu nha ha. Trời mẹ nên cưới tết lắm, cưới đẹp đâu đâu. Chưa đâu chị ơi. Coi Nguyễn xem đi. Dạ em dơ cho chị xem đưa cá trắng rồi đó. Đám cưới em hả? Chưa đâu mấy chế ơi. Chị xả cái áo của chị Thúy Vân ra giùm em. Liện cho em xả. Chị Thúy Vân mua, chị Thúy Vân mua cái là chị Thúy Vân xả à, hay xả lắm. Cái gì thì chỉ sợ không có khó gửi. Mua một cái gửi không được. 50.000. Trời, cái đuôi cá trắng này đẹp đến gần chết luôn. Loan Nguyễn đuôi cá trắng này, Loan Nguyễn ở đâu? Loan Nguyễn ơi, Loan Nguyễn là ở đâu ta? Công ty hả? Loan Nguyễn công ty thì ok giùm nha. Còn ở ngoài công ty thì cho số điện thoại giùm ship cho em. Chốt cái đuôi cá trắng cho Loan Nguyễn nè. Cái đuôi cá trắng là cái này nè chị. Đuôi cá trắng mặt nó đẹp lắm mấy chị ơi. Ơ cái đầm này có tay nè, hồi nãy ai mới vừa hỏi đầm có tay nha. Đây xè tầng có tay nha, ở trong có mút ngực có lót rất là dày dặn nha mấy chị. Tay nè, phối ren nè. Mấy chị nhìn cái ren mai cũng rất là đẹp luôn. Thấy số điện thoại của Loan Nguyễn nha. Cho em địa chỉ một vòng nữa đi mấy chế. Rồi ai lấy cái này thì comment giùm em đỏ tay đi, nó có tay nha. Rồi có tay cho Thúy Phạm một cái nè. Mấy cái form này mấy chị ơi đừng có lo, nó dễ mặc lắm. Ai mà thuộc dạng 52, 53kg gì 55kg vô giùm em hết trơn nha. Ngọc Anh xả giùm em cái đầm tay dài màu nâu. Rồi xả cho Ngọc Anh đi chị. Dạ. Rồi nha. Có tay. Ồ có tay là Thúy Phạm nè. Chốt cho Thúy Phạm một cái có tay nè. Có tay màu đỏ nha. Thúy Phạm có tay. Hải Trân ơi, Hải Trân em còn màu trắng á, chị chốt thiệt lát em dơ màu trắng lên cho chị xem nha. Ngọc Anh đúng không? Dạ Ngọc Anh, rồi xả cái đó ra đi chị. Cái màu nâu nó đẹp nó chết luôn. Mà có cái em ốm em mà mập mập tí em bệnh liền. Hải Trân. Chị Thúy Phạm, ủa chị Thúy Phạm có đơn chưa chị? Có đơn nè. Chị Thúy Phạm đã ở đây rồi, ở này đó. Rồi Thúy Phạm ok. Em muốn chết luôn mà xả mấy chị, xả hàng. Còn có tay không? Dạ em đang kiếm nè. Chị ai em còn trời. Có tay thì như có màu đen. Ủa như là cái yếm. Trời ơi mấy chị ơi, cái này bạn cực kỳ đẹp luôn á. Rồi nha, cái này là cúp ngực nha. Ai thích thì comment giùm em cúp ngực nha mấy chị. Vô mấy cái shop hot girl là mấy chị mua mấy cái này là phải tiền giá 220-240 nha. Mà trước ở đây nó dính, không phải nó dính phấn là do phấn may á. Ai thích cái cúp ngực này comment giùm em cúp ngực luôn nha mấy chị. Trời đất ơi cúp ngực luôn. Hè. Ai chia sẻ đi em sale cái đầm này giá bao nhiêu? Bao nhiêu? Rồi con Nhi rồi nó mặn vô ơi. Đẹp lắm luôn á. Thì rồi ai chia sẻ, ai thích cái này chia sẻ họ nhóm sale cái này 99k nha. Loan Nguyễn hả? Hỏi dạ hội có dạ hội nha Vi Nguyễn. Cái có tay nào em? Chị hỏi cái có tay hả? Chị ừ. Cái có tay em cũng biết còn màu gì không để em dơ lên nha. Ai thích cái này chia sẻ like em sale cái cúp ngực 99k cho chế nào thích chia sẻ like nha. Trời ơi mấy cái này có khoảng 52 54 ký chót lọt.
Vô được hết nha mấy chị. Cúp ngực 99k. Giờ qua thờ bận, còn thờ ta bận. Thiệt mình hơi bị lốt tuổi. Trẻ trẻ cỡ 17, 18 tuổi đi đám cưới bận mấy cái này vô. Trời ơi, sao cột wheel vậy mấy chơi. Lên mẫu có tay nè, em xả cái. Dạ, chào Thúy Linh nha. Nè cái gói tay cái bạn Ngọc Anh mới xả ra nè. Em thấy mà cái này nó đẹp nè, mà có khoảng 54-55kg bạn mới vừa. 56kg nhất cũng được, 56-57kg nhất cũng được luôn á. Có tay dài nha ha. Thích cái này comment giùm em nâu có tay nha. Nâu có tay nha mấy chế. Hello Thùy Linh. Nâu có tay. Có tay mình còn màu gì không chị? Hết rồi hả? Đổi cái đỏ xòe tay đỏ có tay đi chị. Đổi cái đỏ xòe lấy đỏ có tay đi chị. Đỏ có tay hết rồi. Đỏ có tay em hết rồi. Bích Quỳnh Dương ơi. Bích Nguyên Dương ơi, đỏ có tay hết rồi chị. Đỏ có tay có khách lấy rồi. Thúy Phạm nâu chị lấy rồi. Nâu chị lấy dạ em chốt cho chị Thúy Phạm nè. Cái nâu có tay này đẹp như chết luôn. Để em kiếm mấy cái nào có tay em vô cho lên mấy chị luôn nha. Chào em Phạm Thanh Thảo. Ủa cái này lại không tay. Rồi, thích đen không tay thì comment giùm em đen nha. Đen đẹp chết luôn Ngọc. Đen này đẹp quá à. Đẹp muốn chết luôn hết tiền thiệt á. Trời ơi, đen này đẹp lắm nha. Nó buộc cái này lên nhìn lạ lắm nha. Nâu có tay em hết rồi chị Bích Cô Cô ơi. Em còn nâu có tay em hết rồi. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là đen đi nha, đen đen trơn đi. Nó buộc cái này bên đây nè, nhìn nó rất là đẹp luôn á. Mẫu rất là đẹp ha, đen trơn nha. Đen mặn Linh chút một cái nữa nè. Còn em còn đen nha, ai thích thì comment đen nha. Cái đen này đẹp. Vừa. Cái đen này à. Cái bạn vừa. Trời ơi, vừa quá. Cái đen này 52kg bạn được. 50-52kg vô lọt tốt cái đen này nha. Cái khách cái chút xíu rồi trời ơi. 52kg vô được. 52kg nhất bằng em là vô được. Một trăm ba mươi k nha mấy chị. Đen này đẹp cũng gần chết luôn mấy chị không lận. Loan Nguyễn đen kìa. Loan Nguyễn hả, giờ có đơn chứ. Rồi Loan Nguyễn một cái đen nha. Có Loan Nguyễn có đơn này rồi liền nó vô đi chị. Cái đen này đẹp cũng chết luôn. Ai mà không người như em gì thì bận hơi rộng tí. Ơ cái này có tay mà nói là phong xuân nha. Đính cổ đính ngọc trai nè. Mấy chị nhìn nó già thật sự chứ ở ngoài không có già đâu nha. Có tay, tay thì không có lót lớp, còn ở phía trong áo là có lót nha. Cái phong xuân này là cỡ khoảng 55kg đi ha. 55kg ai thích thì comment giùm em đỏ xuân nha. Đỏ xuân đen nè, rất là đẹp nha mấy chị. Đỏ xuân, rồi em lên một cái đen dạ hội. Trời ơi, cái đen dạ hội. Đỏ xuân. Đỏ xuân luôn nha. Chị Loan Nguyễn có đen rồi. Dạ chị Loan Nguyễn chị có đen rồi. Cho em uống nước. Trời ơi mấy cái này đẹp như chết luôn. Vi Nguyễn chia sẻ giùm. Chia sẻ giùm chị đi Vi Nguyễn. Ây cha. Căng nha mấy chị. 52kg không ngọc. Nếu mà mấy chị mấy chị cao mà khoảng 1m6 á, 1m6 là cái này là mấy chị 55kg vô được luôn nha. Còn nếu mà khoảng 1m5 á là 52kg nha ha. Trời ơi, đẹp lắm nha mấy chị, hình mẫu mặt nè. Rồi, thích thì comment giùm em là dạ hội đen nha. Cái này nó xẻ nhưng mà ở bên trong nó có cái quần nha. Nó xẻ lên tới đây nhưng mà bên trong này có cái quần rồi, đừng có lo ha, cái quần cũng rất là dày dặn. Rồi, yếm nha mặt. Trời ơi, có ngực chút xíu bận sẽ đẹp nha mấy chị. Bận cái muốn dày dày vô, thích thì comment giùm em dạ hội nha, dạ hội đen nha. Trời có 130.000 mấy chị ơi. 130k cái dài thòn lòn này. Hồi thời mà chưa có Facebook đâu đó. Em mua mấy cái này á, mua đi đám cưới á 400-mấy chục ngàn một cái. Bị đứng rồi hả? Ai bị đứng rồi mấy chế thoát ra vô lại giúp cho em đi. Cái nào ai mà bị đứng á thoát ra vô lại giúp cho em nha.
cái dạ hội đen này rất là đẹp luôn á. Dạ hội đen kìa. Rồi chốt cho bạn Xuân Nhiếm cái dạ hội đen nè. Trời ơi đẹp lắm Xuân Nhiếm ơi. Cái này là cái gì đây mà sao nó đứng trai đây. Ôi ôi cái xòe chai này rất là đẹp luôn nha. Ngọc chai nè, một vàng ngọc chai luôn. Dạ hết rồi chị Phong luôn ơi. Em còn màu khác tí nữa em lên tiếp. Mà không biết còn không nữa, để từ từ xem like từ từ đi mới chứ. Rồi ai thích cái này comment giùm em là trắng xòe nha. Đính ngọc chai rất là đẹp đây nè. Cái này rộng nè. Trời ơi cái này có khoảng 55-56kg vô được nha. 55-56kg vô được nha mấy chị. Xòe trai nha. Thích thì comment giùm em là trắng xòe. Trắng xòe ở phía trước đính ngọc chai. Có bút ngực mỏng nha. Đẹp quá trời đẹp luôn. 130.000 thôi. Dạ em chào chế Trang Moon. Ai có muốn like á mấy chế thốt ca vô lại giúp cho em ấy. Đừng có thốt ra mà đi luôn. Trời ơi cái đầm chai này, cái hạt chai rất là đẹp. Trời ơi cái tay bây giờ thương quá. Trời ơi đẹp lắm luôn á các chị ơi. Ai thích mà cái dạng như mà thích cái này là kêu bằng cái gì Ngọc? Khoét vai. Cái này là khoét vai hả? Trễ vai một bên gì nè, dây kéo nó nằm bên hông nha mấy chị. Cái form này là 50 mấy ký, 52-54 ký vô được hết nha. 52 tới 54 vô được nè. Thích thì comment giùm em là hồng nha. Hồng nó trễ vai một bên, nó khoét vai một bên gì nè. Cái hồng này mặc rất là đầy đặn nè. Đây là một cái lớp ren phối xè luôn nha. Xè tùm lum hết trơn nha. Phối đắp. Không thích cái này thì cắt cái này đi. Vẫn đẹp nè. Nó là một cái miếng rời. Nó phối vô thôi. Rồi thích thì comment giùm em là hồng nha. Cái tay con bên đây rất là đẹp luôn. Cái tay bên đây rất là đẹp luôn. Nó là trễ vai như vậy nè. Hồng nha. Chị Trang Moon á. Đầm nào vừa chị không hả? Đầm len. Chỉ có đầm len mới vừa với chị. Chứ Trang Moon ơi. Trời ơi cái hồng với cái trắng, nhất là cái trắng nó đẹp muốn chết luôn mà không ai thấy chưa. Thôi Nguyễn có màu trắng không shop. Dạ nãy giờ em dơ màu trắng lên muốn chết luôn á chị ơi. Có dạ chị. Có. Mấy cái đầm công chúa thường thường màu trắng nó nhiều hơn mấy màu kia. Trời ơi cái màu hồng này rất là đẹp, tức quá. Để bận. Để bận chắc chắc. Em tức muốn chết luôn, lẽ giờ em đi thay ra. Đi thay cái màu hồng đó đi. Đi thay, em đi thay cái mấy chị dân ra hết trơn á. Rồi tiếp tục đây là cái màu đen nè. Không biết cái gì màu đen nè. Chị sẽ like lên cho em có tinh thần làm việc. Cái này là nó cái thuộc cái dạng cái tay này mặc như vậy nè. Nó sọt vô cái tay này. Trời ơi đeo nhẫn chị cho nó dứ. Đây trời ơi mặc vô cái vai như vậy nè. Xong mình đeo cái tay như vậy nè. Nhớ là cao lên chứ không có thấp như vậy nha mấy chị. Nó là một cái đen nha. Form body nha. Form này là form body. Cái đầm đen này là cỡ khoảng 52kg sẽ bận đẹp nè. Thích thì comment giùm em là đen nha. Đen nha, đen lưới nha. Nó có lưới đắp vô á. Phía ngực đắp miếng lưới rất là đẹp. Đây, thấy chưa mấy chị. Đắp lưới rất là đẹp nha. Lạc Hy một cái đen nha. Còn đen, còn đen mấy chế comment giùm em nha. Trời ơi đẹp nè. Body nó là thuộc dạng body nha mấy chế. 52-53kg nhất nhất mà. Cái ai mà có cái dòng bụng trên nhỏ là 55-56kg vô được hết luôn nha. Body nên mặc càng ôm càng đẹp. Thôi đẹp quá, để đi. Chị bận vô. Bận ôm luôn. Ôm quá rửa nổi được. Ôm đít, ôm mông. Trời ơi ôm đó bận ngồi không được sao. 130.000 đồng giá nha mấy chơi. Ờ, hai bà giành giật nhau mấy cái đen. Linh chút một cái đen nữa. À, chị Thoan. Đây là một cái dạ hội dây nha. Dạ hội dây nha mấy chị. Có mút ngực đầy đặn nha ha.
Rồi em xếp trong bọc nên cái giải vo này nó hơi nhăn, về mấy chị giặt một nước xả ra là nó thẳng từ ha. Rồi thích thì comment giùm em là đỏ dạ hội nha, đỏ dạ hội nha mấy chị. Xẻ nhưng mà trong cũng có quần nha, đỏ dạ hội phối rất là đẹp. Trời ơi cái này rộng nha mấy chế, cái này là có khoảng 54-55kg á, vô được nha, 54-55kg vô được. Đỏ dạ hội nha mấy chị, bên trong có quần. Đỏ này có mấy cái ta? Chắc có 1 cái. Hình như 2 á, chị nhớ 2. Rồi ai thích đỏ comment giùm em đỏ dạ hội nha. Do em mới bán nên em bán giá thấp tặng cho hả? Quen khách mấy chế ơi, định lựa mua giúp cho em đi đỏ dạ hội. Đây là một cái đầm gì? Một cái đầm xòe. Đầm xòe có cái nơ tím này ha. Rồi đầm xòe có cái nơ tím. Cái vải này á, nó cũng phối, nó ren nó chấm chấm tím luôn. Ai thích thì comment giùm em là nơ tím đi, nơ tím nha. Có nơ màu tím nè, Lo Nguyễn hốt rồi. Tiền giàu hỏi bao nhiêu vậy? 130.000 đồng giá nha bạn Tiên Giàu. Dạ em có màu tím không hả? Không có màu tím mà chỉ có cái này có nơ màu tím thôi. Cái này rộng nè chị Ngọc hả? Ừ, cái này có khoảng 55-56kg gì đó, chen được bông chen được nha mấy chị. Trời thích thì comment giùm em là nơ tím nha. Nơ tím, mấy chị nhìn nhận về rồi, nhận giải von của nó đẹp lắm. Nó có cái màu tím tím, nó hợp với cái nơ lắm, nó phối rất là đẹp. Chấm chấm tím của nó phối chung với cái nơ, nó là đầm xòe. Cái đầm này là đầm xòe. Từ đây tới Tết em bao tiệc cho mấy chị luôn, rất là nhiều tiệc luôn á. Nhớ chia sẻ like phụ em đi, có ai nhăn ra thì chia sẻ xong rồi vô lại. Cẩm Tú Chương lấy em cái đầm dạ hội đỏ nghe. Rồi ok em. Đầm dạ hội đỏ mới liền đây đâu một cái. Nó nè. Cho số điện thoại liền đi ạ. Nguyễn Thúy Linh. Có phải chị không em? Chị tới chị cao quá. Chị cao quá chị ơi. Chị cao 1m7 là chị tướng siêu mẫu rồi. Chị Thúy Linh là tướng siêu mẫu rồi. Đầm dạ hội đỏ hết rồi Tiên Giàu ơi. Đầm có tai màu đen không? Đầm có tai màu đen có. Từ từ tới á bạn ơi. Rồi hồi nãy là một cái nơ đỏ, còn cái này là cái nơ hồng nha. Trời ơi, chưa từng thấy cái nằm ở phối dễ thương như vậy á mấy chị ơi. Cái nơ hồng rất là đẹp luôn. Cái nơ hồng này đẹp quá trời luôn á. Mà ngặt một cái là cỡ khoảng 54-55kg trở xuống thôi à. Ô cái này nhích được, 56 nhích được, 56kg nhích được nha. Rồi ai thích cái này comment giùm em là nơ hồng đi nha. Hồi nãy cái nơ tím Cẩm Tú Chương cho xin số điện thoại liền đi nha bạn ơi. Tại vì có nhiều khách chốt cái đầm dạ hội đó kìa ha. Rồi ai lấy cái này chốt giùm em là nơ hồng nha. Không có bị quê đâu, cái đầm nơ này vô shop em bảo đảm với chị, mấy chị lavender tím, nơ tím, lavender tím, nơ tím luôn nè của chị lavender tím. Ôi. Mấy cái đầm này á mấy chị vô shop á, đúng rồi, đồng giá 130k hết nha em, đồng giá khỏi mất công khỏi giá gì chứ mấy chị. Mấy shop khác á người ta mua về người ta phải phân ra, đặng người ta bán mấy cái đầm đẹp như thế này người ta sẽ cơi bán 180.000. Thấy số của Cẩm Tú chưa mà. Rồi nha, ai lấy cái nơ hồng chốt cho em nơ hồng nha. Em quốc đồng giá luôn mấy cái dạ hội dạ héo gì đó em đồng giá 130.000 hết chứ. Lavender tím thì có quen. Lavender tím cho xin số điện thoại đi bạn Lavender tím ơi. Nơ hồng nè, đẹp quá chốt luôn. Này là cái gì đây? Tướng chị đẹp quá chị Thúy Linh ơi, tướng chị đẹp quá à. Chị sợ chị không, mấy cái này nó ngắn á, chị bằng không vừa. Ôi cái này là cái body đỏ mặc rất là gì. Cái này dễ mặc nha mấy chị ha. Trời ơi sale cho mấy chị cái này luôn. Ai thích sale cái này 95.000 luôn nha. Nó là phong nhỏ thôi, cỡ khoảng 52kg trở xuống thôi. Tôi mà chưa sinh là tôi hốt rồi hả? Dạ chị Trang mua nó, mấy cái này dễ thương muốn chết luôn á. Rồi ai lấy cái này comment giùm em đỏ 95 nha. Sale cho mấy chị cái này 95k luôn.
Đỏ 95. Dễ mặc lắm mấy chị ơi. Mặc đi tiệc nhẹ nhẹ, cái đầm đỏ này nè, mặc đi tiệc nhẹ nhẹ được nè. Anh đi mất tiệc sinh nhật nhẹ nhẹ. Ô, em có cái đầm len ấy mà nãy giờ có ai hỏi đầm len không? Chị em ơi. Ủa ta chị gì? Chị Mai Trinh, chị Mai Trinh còn không? Em thấy mấy cái đầm len đẹp nè, cái đầm len này là form đẹp nha mấy chế. Chị Mai Trinh còn không? Cho xin vài chấm đi chị Mai Trinh. Hồ ơi. Thôi, tôi chữa cái này là tôi đi đám cưới. Thôi ba chờ hết. Đầm dạ hội còn nha mấy chế. Từ từ em like tới nha. Bắt vai nghỉ. Ơi, dễ thương không? Dễ thương, dẹp nghỉ ba. Nhưng mà nó dây phải không? Không. Dễ thương quá à, chỗ này là bằng đám cưới đây. Đẹp tắt vai chớ là bán cái này tôi lỗ thấy mẹ luôn. Cái này nhỏ. Cái này phơm này nhỏ nha mấy, không nhỏ đâu chị ơi. Cái này là cỡ khoảng 50kg nhích chút xíu, 52kg bằng được nha. Dạ đầm len còn, chế chăn mua ơi. Rồi mấy chế ơi, lên len hả? Dạ chút xíu em lên len liền. Len em còn có mấy cái thôi, một chút xíu mấy chị đợi đi. Em bảo đảm em sổ giá còn rẻ hơn hôm bữa có 89.000 đúng không? Giá một tí nữa còn rẻ hơn. Chia sẻ like đi nha. Rồi em lên đầm len nha. Lavender tím ơi, cho xin số điện thoại đi Lavender tím, nhớ chia sẻ cho em nha. Tí nữa em lên đầm len. Giá còn rẻ hơn cái 89.000 hôm bữa. Có mấy cái chơi tới bến luôn. Bình Dương tính ship chứ. Cẩm Tú Chương ơi, em tính ship hết nha. Tại vì em bán đồ rất là rẻ nên em không có free ship được nha mấy chị. Đây, đây là cái đen hoa nổi nha. Ai thích đen hoa nổi comment giùm em đen hoa nổi. Ở trên đây là lưới nha. Lưới ngoài sau lưng nha, đen hoa nổi. Cái đầm này có khoảng 54 thôi. Đầm này gọn gọn à, gọn gọn người à. Có khoảng 52kg trở xuống thôi nha. 52kg trở xuống. 52kg, tại cái eo này nằm ở trên ngực rồi. Đen nổi nha. Ok, ok. Mấy chế dạ chia sẻ đi, chị. Em còn mấy cái đầm này em like cho xong đi rồi em quay qua em sale đầm len. Trời ơi đầm len 89.000 hả, bữa nay sale đầm... sale lỗ luôn. Đầm công sở hả? Ừ. Trong đây có ai thích đầm công sở không? Em chào chị Hằng Lộc nha, lâu quá không thấy chị. Có ai thích đầm công sở, mà đầm công sở đây đầm này không tay. Lát em sale đầm gì đó, đầm giá hết luôn cho mấy chị dễ lựa nè. Cái hồng này đẹp quá. Á, cái đại gia hội nữa nè. Phải không? Phải. Nhiều người hỏi gia hội. Gia hội rẻ quá trời luôn mà mấy chị. Thấm thằng ô. Gia hội ren luôn nha. Ren mà nuôi cá luôn nha mấy chị. Ê trời ơi, cái gì chị Thúy Linh hả? Chị Thúy Linh. Nhưng mà chị có thích hở không? Chị Thúy Linh ơi, đây nè em cho mấy chị xem cái hình nè. Hình mẫu mặt nha. À, lavender tím với Avi Hương là giống. À, đó. Bạn của Avi Hương đó hả? Ê, chị trời ơi, cái đầm này mà chị Thi Linh bận chắc chết luôn, sặc máu mũi luôn á. Nhưng mà em sợ 60kg á, 60kg sao bạn không vừa, nhưng mà 60kg cao tới 1m7 lần chị ơi. Rồi nha, cái đầm này nếu mà cỡ em á, 1m6, 1m6 thì cỡ khoảng 50... Kìa bạn nãy Ngọc vô vừa không Ngọc? Đi vô, nhưng mà cái này dài với chị á. Cái này dài lắm, cái này là 1m7 bằng bao đẹp luôn. Má nội ở đẹp dữ thần vậy. Rồi nha, ai lấy cái đổ dạ hội comment giùm em đổ dạ hội. Nó dài thì vậy cắt giùm em nha. Cái phom nó cắt, ôi trời ơi. Cái phom nó rất là dài. Chém được cái mũi đập xuống ghế luôn. Cái phom này rất là dài luôn. Trời ơi, nó đẹp nè. Bận đi. Đẹp quá, đẹp rồi. Cái này tướng chị Thí Linh rất là đẹp. Hỏi tán, để bận. Đổ dạ hội nha. Hấp thì comment giùm em đỏ dạ hội ren nha mấy chị. Ở trên này là nó lót nè. Nó lót nó viền rất là công phu luôn á. Có mút ngực không? Có chị, có mút ngực luôn nha. Đẹp lắm, bao đẹp cho mấy chị luôn ha. Cái đỏ này đẹp quá mà hình như mấy chị này không có thích đỏ. Để dành bạn. Cái đỏ này đẹp quá à. Cao à. Mang đôi guốc lên nha mấy chị. Trời ơi, cái đỏ này mang đôi guốc lên nhìn y như người mẫu. Tướng xấu mà lên cái đầm này chị là... Chị Thúy Linh hỏi chị vừa không kìa, nhưng mà chị có thích hở phần trên không? Chị Thúy Linh ơi, nó là dây á, nó là dây ngực ngang nè. Nếu mà chị thích phần trên này, nó chị thích chị tới từng mặt áo dây thì chị vô được á, chị Thúy Linh.
da hội đẹp lắm á Thúy Linh ơi, 1m7 là vô dừa đó, 1m7 60kg. 60kg vô dừa không chị Ngọc? Được. 60kg 1m7 em nghĩ là vừa đó chị ơi, tại vì hồi nãy cái chị kia 1m52, 52kg mà vô dừa luôn á. Tại vì có 1m52 là chị tới 1m7 lần mà. Ủa tay em mất mấy cái dạ hội đỏ nữa mà. Đây, ủa, còn sáu cái đổi dạ hội nè, ai nhanh tay thì lụm nha. Ok kìa. Nó đẹp rồi. Nhưng ở trên là dây á nha chị, ở trên đây nó là dây á. Chị có thích thở không? Thở thở. Đây là một cái yếm dạ hội nha. Rồi, y chang cái hồi nãy luôn, nhưng mà nó bị sót ở dưới em không thấy được. Rồi, ai thích cái này thì comment giùm em là yếm dạ hội nha, yếm nha, ha, yếm nha. Chị có đơn không? Chị Nguyễn Thúy Linh là khách quen á. Không, yếm như chị hỏi có đơn rồi. Chị ghi bạn Nguyên, em cũng không hình như có một cái đầm. Rồi, ai thích cái này comment giùm em là đỏ yếm nha, dạ hội yếm nha, ở trên nó là yếm nha mấy chị. Phối có quần đẹp hết, hồi nãy có chị nào hỏi cái này nè, nhưng có chị nào cho số điện thoại luôn á, nhưng mà mất tiêu rồi. Chị gì, chị Thoan lên sao? Hình như trên chị Thoan có một người cho số điện thoại cái dạ hội đỏ này mà yếm nữa nè, quá đẹp. Có 130.000 rẻ muốn chết luôn. Tiền vào cho em đi chị kìa. Cho em đi chị hả? Rồi thấy số điện thoại có bạn Tiên vào nè. Đẹp lắm nha Tiên vào ơi. Tiếp tục một cái xè nha. Trời ơi mấy chị ơi, nhìn thấy mẫu mặt không mấy chị? Xè nha. Tiếp tục một cái xè có tay nha. Rồi, ai thích cái này mặt rất là đơn giản nè. Thích cái này thì comment giùm em là trắng nâu đi. Nó phối trắng ở dưới trắng nha. Trên đây là nâu có tay nha. Ok nha Tiên vào. Dạ em chào chị Thanh Lương nha. Rồi thích cái này comment giùm em là trắng nâu nha. Cái form này là cỡ khoảng 55kg, 56kg gì bằng được hết cái này nha. Có tay hả? Có tay chị. Tay khoét hả? Có tay vậy. Có chị nào thích lịch sự? Đẹp quá à. Chị nào thích lịch sự, thích mà nhẹ nhàng. Cái này không có bút ngực nè. Cái này ai thích nhẹ nhàng thì hốt cái này liền nha. Từ đây tới Tết rồi tiệc rất là nhiều tiệc nhẹ. Mấy cái này đi tiệc nhẹ nha mấy chị. Mấy chị nhớ cho địa chỉ không? À mua rồi có đơn rồi cho em xin địa chỉ đi. Chị Mai Trinh nữa, anh chị không thấy chị Mai Trinh nữa. Tí em lai đầm cái chị Mai Trinh lại hỏi nữa. À cái đó, cái đen đó em có màu à. Rồi đỏ nha. Màu khác nó lịch sử lắm đó. Cái này là foam body, không phải foam body đâu, body nhẹ thôi. Cái này gọn người hơn nè. Cái này có khoảng 50kg, nhích chút xíu 52kg vô được nha. Cái đầm này có độ giãn không bé? Có độ giãn chị, ở trên ngực này có độ giãn á, em thấy là em gịch gịch nó được á. Rồi ai thích cái này comment giùm em là đỏ suông nha. Đỏ suông rất là đẹp luôn. Foam này là foam nhỏ, cỡ khoảng 52kg á, trở xuống bằng đẹp nha. Foam 52kg. Trời cái đỏ suông này sao mà nó thật sự dữ. Có màu khác đẹp quá à. Có màu khác không? Cái đầm này ha, hình như có. Ờ cái bạn đầm em cầm. Shop ơi, shop ở Củ Chi, Hồ Chí Minh nha. Dạ ok, bạn xin chào nha. Em có chừa like mới chế cái việc xem lại like nha. Em không có những shop khác mà bỏ like đâu. Bỏ like rồi cái mấy bạn nó like lại trang vậy luôn. Em ngày bữa em like lại mà em sale sập sàn em like. Rồi, xem sập sàn rồi like. Ừ. Uống đi chứ. Ô, ai thích cái này comment giùm em là trắng xòe nha. Cái này khác hả? Nó giống như cái trắng nâu á. Ừ. Nhưng mà nó là trắng xòe, một màu trắng tinh thôi ha. Quá đẹp à. Cái này còn màu khác đẹp lắm. Ai cũng hỏi có màu khác không kìa. Em có màu đỏ không à? Cái đầm body hồi nãy em có màu đỏ không mà chứ mấy chứ em hết màu rồi. Em thấy mấy cái này cũng đẹp muốn chết luôn mà mấy chị. 130.000 cái đen cho nó đỏ thôi. Vậy là chị hai cái đá đỏ.
với cái dạ hội. Chị Nguyễn Thế Linh có đá đỏ không? Đá đỏ là của lai trước á, hay sao chị không nhớ rồi nha. Đá đỏ nào chị Nguyễn Thế Linh ơi, hồi nãy có xả ra không? Xả là của ai á, chứ Tạ Bích Huyền hay gì á. Tạ Bích Huyền mà chị Thế Linh, để em coi lại đơn. À đúng rồi, chị Thế Linh bạn của Nguyên. Dạ dạ đúng rồi chị ơi, dạ có nha chị. Rồi tiếp tục một cái đen xòe nha, thích cái này comment giùm em là đen xòe nha mấy chị. Cái này giống cái đó không? Cái này giống cái màu nâu hồi nãy đó, giống cái màu nâu hồi nãy nhưng mà nó xòe nhẹ nhàng tự nhiên lắm nè. Cái này có khoảng 55-56 ký mới chế vô được hết á, dễ thương lắm, là dễ thương không, cái này không có mút ngực nha. Cái đen xòe với cái nâu phó trắng hồi nãy là không có mút ngực nha. Em chào chị Mỹ Thu nha, em mới về lô set bữa sau em bán 8, 95, 85 tùy nha. Dạ em nhớ rồi chị Thúy Linh ơi, lần trước có em có giữ đơn của chị, đơn ngày hôm nay like là chưa có đi nha mấy chị. Ngày mai ngày mốt em gộp like em mới đi một lượt luôn nha. Chào cô Dân Dịch, mấy cái làm này Dân Dịch mặt đẹp nè, mà ở ngoài đang lạnh, ở ngoài đang lạnh lắm hả, ngoài Hà Nội đang lạnh lắm hả, công sở nhiều lắm Tiên Giàu ơi. Mấy chị nhìn ở trên của nó khói ren nè, ren nổi nha, đính nổi nha, nó là một cái yếm nha. Em bữa nào em like bọn cái này cũng được. Trời mấy con gì, con Quỳnh Giao rồi bà Giao rồi sao. Yếm rất là đẹp luôn, chưa nhận được tiền nữa Dân Dịch ơi, chị chưa nhận được tin nhắn nữa. Rồi ai thích cái này comment giùm em là yếm trắng đi. Hoa của nó là hoa nổi rất là đẹp luôn, thêu nha, thêu mà đính hoa nổi. Hôm bữa em coi cái like kia, trong shop kia bán 280 ngàn cái này đây. Ở trong có mút ngực, cái này có mút ngực nha, ở dưới đây là xòe nha mấy chị. Rồi em cảm ơn nha chị Mỹ Thu. Chị Mỹ Thu nhận được hàng rồi hả? Dạ đúng rồi. Cái tên của em dài, cái tên của chị dài lắm Dân Dịch ơi. Mỗi Dân Dịch gửi mà thiếu chữ thị không được à. Ngân hàng trả lỡ. Cái tên của em dài lắm. Dạ ai thích cái này comment giùm em là trắng thoai nha, trắng thoai nha. Mấy cái đầm này để cho. Ôi 45kg vừa. Trời ơi 45kg đẹp tuyệt vời. Cái hồng nuôi cá nó nè, tiếp tục là cái hồng nuôi cá nó nè, còn vài mẫu nữa thôi là em qua đầm len nha. Đầm len bữa nay em sale cho mấy chị một giá tóc ốc cho đi hết cái lô đầm len luôn, em về lô mới nha. Sao nhìn nó, nhìn nhỏ, nó nhỏ vậy hả chị? Cái đầm con chúa hồi nãy hả? Cái đầm ấy hay là tùy đầm. Đây là một cái màu hồng nha. Đầm màu hồng này là đuôi cá nha. Màu hồng này là đuôi cá đây ở phía sau nha. Cái màu hồng này là rộng nè mấy chị ơi. Cái màu hồng này có khoảng 55-55kg nè. 55-56kg gì bằng được cái màu hồng này nha. Màu hồng ở dưới là xòe đuôi cá rất là đẹp nè, dễ thương lắm. Trời ơi 45kg vô cột sống đó. 45kg là bằng đẹp đó. 45kg dễ bằng mấy cái đầm này ha. 45kg là nhất. Cái đèn nổi đó khỏi không có khắp rồi mình lấy luôn. Bằng cái yếm nó nhỏ cho mấy đứa cháu, mấy đứa cả 17, 18 tuổi nó bằng yếm đẹp chị. Sao nhìn nó nhỏ như vậy? Đúng rồi đó. Cái canh mặt bao nhiêu? Dạ cái canh mặt bao nhiêu tiền? 130k chị ơi. Ở phía trên là ren nổi nha. Nhìn lên like không có thấy nhưng của nó là ren nổi á. Xè tầng rất là đẹp, dễ thương muốn chết luôn. 130 ngàn. Thấy cái xè tầng không? Qua cái túi ra nha. Thấy mà đúng không? Ngoài Bắc lạnh lắm hả? Dân Dịch ơi, em 47kg, em 47 ăn cơm no là 48. Hết dạ hội rồi. À còn cái này nè. Còn mà không biết cái này là gì. Không biết còn dạ hội không nữa. Ngoài Bắc lạnh lắm. Chị bán áo len mà sao ngoài. Rồi ai thích cái vàng đá này comment giùm em là vàng đá nha. Đính đá nha mấy chị. Vàng đá nha. Nó rủ như thế này đây. Mặc đi tiệc cưới là trời nhìn dễ thương. Cái đầm này là có khoảng 55kg, 56kg vô là tốt nha. 55-56kg vô dừa nè. Vàng đá em bán đồng giá 130k, cái nào cũng 130k hết đó mấy chị ơi. Thật sự mấy cái này mặc vô người á mới thấy đẹp. Nhưng mà mấy cái đầm này mỗi lần mặc rất là cực. Dây kéo của nó đây nè. Có con hình, con mẫu mặt đây.
kỳ quá ta. Sao chết, bị gì chết? Đi vô cái trang đủ coi của em coi đá thôi. Vậy hả, phải vô nhà coi mới được không? Vô thông báo coi được. Rồi chia sẻ like phụ đi. Gọi phụ rồi, chia sẻ like phụ đi. Chết luôn rồi. Kỳ cục chứ. Hay là do điện thoại của chị? Dạ, hỏi Trần ơi, em chiên len mấy chị ơi. Khổ quá, em chiên len mà bữa nay lâu lâu á, em like đồ màu một tí. Mỏng ai ủng hộ em hết trơn á. Em bán đầm len, không bữa chứ em bán đầm len, áo len, em là chiên len. Ở đây nó không có làm. Trời ơi, cái đầm này có màu đỏ nè. Cái đầm em mặc có màu đỏ, nãy giờ nhiều người hỏi quá nha. Ai còn ở lại thì hốt cái đầm này đây. Cái đầm này 50kg trở xuống bằng đẹp nha. 50kg trở xuống bằng đẹp ha. Rồi ai thích thì comment giùm em là đỏ. Đỏ, đỏ em đang mặc nè. Nó mẫu y chang em đang mặc luôn mà nó màu đỏ đó. 50kg trở xuống là bằng đẹp nha. Hôm bữa em bán đầm len có 89.000 đó mấy chị. Đầm len phom suông, phom rộng. Còn áo len mà cái loại áo len dày cộm, mặc bao thích ở ngoài miền Bắc luôn. Áo len cao cấp luôn. Chỗ khác đang bán 220, 250. Em bán có 120.000 thôi. Em là lấy cái nào? Quân Lê Hà, em lấy cái nào cưng? Em lấy cái đỏ này đúng không? Đúng, ok nha. Chị kia là bận đi, nhiều người mua. Trời ơi, bận đi à. Em mà thoát ra, em thoát vô cái mấy chị apply, mấy chị nghỉ coi like. Đỏ đi chị. Rồi đỏ nè, đỏ cho Muôn Lê Thị nè. Ủa vậy là Muôn Hà Lê có một cái trắng với lại một cái đỏ luôn nha, giống kiểu nha. Rồi nha, Muôn Hà Lê em hai cái nha, một cái trắng giống chị với một cái đỏ nha Muôn Hà Lê. Muôn Lê Hà hai cái giống nhau luôn á, một cái trắng chị đang mặc với một cái đỏ nha. Rồi em có một lô đầm này, ai muốn xem thì chia sẻ like nha. Ủa like cái này hay like đầm công sở vậy Ngọc? Thôi bán len đi hả gì? Hay là bán len, hôm nay em bán áo len nha. Dạ em cứ thích đỏ, các bạn nó vẫn thích đỏ nên bạn lấy hai cái. Chị, dạ em cứ thích đỏ. Nguyễn Thúy Linh hả? Dạ em cảm ơn chị giải len. Ủa em đổi, con bé nó đổi chị ơi. Vậy là cái đầm trắng. Rồi cái đầm trắng của em ai thích thì comment giùm em trắng đang mặc nha. Trắng chị mặc còn nha Thủy nhỏ nhẫn ơi. Trắng chị đang mặc còn một cái duy nhất. Rồi bây giờ mới chơi. Cái này là cái áo len tiện. Rồi bây giờ mới chơi. Thích đầm em dơ đầm len lên nha. Em dơ nhanh đầm len nha. Dơ nhanh đầm len nha. Trắng chị mặc còn nha. Thích thì comment trắng chị đang mặc nha. Để em đi thay cái đầm len cho mấy chị. Len là hôm là còn có mấy cái thôi. Rồi cái túi này lên like với cái đầm trắng nổi bằng bạc. Túi cho 30.000 mới chơi. Teo luôn, bán đồng giá luôn ha. Rồi ok, đổi nha. Chị ơi, đầm công chúa đâu chị? Rồi thấy số điện thoại bằng Thủy nhỏ, chị ghi giùm em Thủy nhỏ lấy cái đầm em đang mặc nè. Đầm len hôm bữa bán 89k, bây giờ còn có mấy cái thôi, sale cho mấy chị là 79k nha. Còn có mấy cái thôi, hết lô này em hết lô là em nhập lô mới về nha. Áo len có mũ, em có cái đầm len có mũ, chị Mỹ Thu ơi. Rồi, thích cái này comment giùm em, cái này là len nha. Đó, bạn đẹp ghê chưa? Ánh thằng ơi, len này, len nó có giãn nha mấy chị. Rồi, ai thích cái này comment giùm em là len, len xè đi, xè đen nha, xè đen. 79.000 xà đen. Rồi hốt nhanh mấy chị ơi, chia sẻ like đặng mua. Chia sẻ like nhiều người mua đặng hốt hàng của em cho nó nhanh coi. Có 50 người à. Buồn muốn chết. Ây da sập. Cái len xà rất là đẹp luôn. Ủa ta cái bọc hàng hè đi chị là cái gì?
Rồi bạn thị nhỏ nhắn các bạn ở đây đó. Cái bạn thị nhỏ nhắn là cái bạn ở đây. Bạn ở đây đi bạn. Trời ơi, cái này là đẹp muốn chết luôn. Trắng đang mặc lavender tím em hết rồi, để em thay cái đầm khác mấy chị, đợi chút xíu trong thời gian này mấy chị chia sẻ nha. Đợi em chút xíu đi em thay ra cái đầm cái ơi. Để mấy chị hỏi cái đầm em đang mặc em hết trơn rồi. Rồi Nguyễn chè đen nữa nào. Chè đen là cái áo len đó chị, 79 nè. Rồi đợi em chút xíu nha mấy chế, chia sẻ bài phụ nha. Rồi hôm qua đây thành bà nữ hoàng hai, nó cẩn thận nha. Giờ giờ cái like cho thành bà nữ hoàng hai luôn, chết luôn. Trời ơi sao cái này rộng như vậy. Rồi Ngọc kéo giùm em chè. Khánh Thằng đâu đó anh thấy chưa, em nói mấy cái này rộng nè, cỡ khoảng Ngọc bằng vừa cái này á. Ngọc bằng vừa cái này á Ngọc. Rộng nách luôn. Được ha. Đâu, không. Trời ơi tôi bận cái này rộng nha mấy bà. Rộng nách nha ha. Trời đất ơi, cái này ai đẹp là cỡ khoảng 54 kg đi, 54 kg bằng đẹp. Em bớt cái em còn sao nè. Rồi nãy giờ chị nào lấy cái xà đen đâu? Xà đen cho Lon Nguyễn nè chị. 79.000 nha, đầm len là 79.000 nha. Rồi, sọc này là phông to nè. Sọc này là phông to rất là đẹp luôn, tay dập ly rất là đẹp. Trời ơi, cái này có bán lộn lô không vậy? Tại sao? 79.000 xong lỗ sạc ke luôn. Lỡ rồi chơi luôn. Không biết nó nằm lô nào chị luôn. Chị mang trên nữa chị không lấy. Rồi ai thích cái này comment cho em là sạc đen nha. Nó là dập ly, ở phía đây là xà đuôi cá nha. Áo khoác hả? Áo khoác 99k 120k nha. Em xem cái đầm canh mặt chút xíu chị cho xem liền nè. Thì Trang Nguyễn ơi, cái đầm canh mặt đây. Mấy chế lấy ra làm sao trời. Không biết lấy ra làm sao nữa. Nó cái đầm canh mặt này có khoảng 50-52kg trở xuống mặt đẹp nha. Nó là yếm á. Dạ đúng rồi, đầm sọc này 50kg, 54kg mấy chị ơi. 54kg là bận bao vừa cho mấy chị luôn. Váy trắng 130k đồng giá. Rồi ai lấy cái sọc 79k còn đây giùm em là sọc 79k. Cái sọc này thật sự 60kg bận cũng được luôn nha mấy chị. Váy trắng này là 79 nè. Trắng 79, sọc này 79 luôn. Này nãy cho chị Loan Nguyễn đi. Áo khoác 120.000 mấy chị ơi. 120.000, thật sự mấy cái áo khoác này là áo khoác dù cao cấp 2-3 lớp gì đó nhưng mà rất là đẹp. Thời với mấy chị luôn á. Trời đất ơi, áo khoác bận với đầm luôn, không ai hết trơn á. Đây nè, cái áo khoác thật sự. Áo khoác này là dạng rất tốt nha mấy chị. Rồi sọc 79k nè. Chốt cái đầm canh mặt cho chị Hội Trần nè. Hội Trần hả? Dạ. Rồi cái đầm canh mặt chị ghi giùm em Hội Trần có số điện thoại nha. Thủy nhỏ nhắn ơi, chị lấy cái trắng là cái nào Thủy nhỏ nhắn? Đào Ngọc. Đầm sọc 54kg hả? Váy trắng cho Thủy nhỏ nha. Váy trắng đó chị. Rồi váy trắng chị đang mặc đúng không em? Váy trắng chị đang mặc thì ok nha Thủy nhỏ nhắn. Bạn Thảo Biên một cái sọc 79k trước nè. Cho số điện thoại đi Thảo Biên ơi. Rồi cái đầm canh mặt. Rồi nè chị. Thảo Biên sọc 79k ok nha. Rồi đây là cái áo khoác đây. Cái này là 2-3 lớp nha mấy chị. Mấy chế. Ai lấy cái đầm em đang mặc. Bạn gì Thủy nhỏ nhắn phải không? Thảo nhỏ nhắn thì comment rõ là giùm chị cái đi cưng đấy thôi, chị bị lộn á. Dung dài không có bằng Đào Ngọc ơi. Rồi cái đầm em đang mặc nè. Thật sự mặc vô rồi mấy chế mới thấy nó lên form nha. Em hơi ốm nên ai tròn tròn á, cỡ khoảng 54kg á thì mặc cái này nó sẽ ôm hơn nè. 54kg nó sẽ ôm hơn nha. Dạ không chị ơi, mấy cái đầm này không có sai, chị Thí Linh ơi. Rồi tiếp tục sale tiếp nè, 79.000 đầm len nha. Đầm của em đang mặc thích thì comment giùm em là đầm em đang mặc.
Rồi nha, cái đầm len cổ tim này sale 79k luôn. Ai lấy thì comment giùm em là len tim nha, len tim 79k, ở ngoài nó là màu xanh đậm á. Len tim đầm xòe nha. Cái đầm len tim này là hề nhỏ thôi, cỡ khoảng 50kg, 52kg, nhích nhích chút xíu, 50kg hoặc 52kg trở xuống bạn đẹp cái đầm tim này nha. Hồi nãy bạn Thị nói nhắn hình như bạn lấy cái đầm của em á, mà không biết là cái đầm trắng nào thôi. Rồi cái đầm đen su phân to này sale cho mấy chế 69.000 đó. Hôm bữa sale 69.000 nè. Cái đầm suông phân to này ai lấy thì comment giùm em là đen suông nha. Mấy cái đầm này 60kg, 65kg, 70kg bạn vô tư. Bạn 100 euro một cái len tim. 100 euro có, 100 euro như là có cái điện thoại với địa chỉ rồi. 100 euro, 79.000 len tim cho 100 euro nè. Rồi nha, cái này á 69.000. Cái này là 70kg, 70kg, 75kg trên vô tư. Mặc ở nhà lên 70 mấy kg mà mới chết. Thấy số điện thoại của bạn 100 euro nha. Ui cha. Trời ơi, 69, 79.000 hốt giùm em mấy cái đầm này hết luôn đi. Cho nó đi luôn này, em lấy lô mới về cho nó nhanh không mấy chị. Rồi đầm vàng này ha, 70kg. Trời ơi, 70kg vô vô tư luôn nha mấy chị. 65kg thì bận thành phong xuông ha. 55kg thì dạng như em đây. Rồi thích cái này ship tỉnh, ship thì tùy nha lô na đinh. Em không biết chị ơi, bưu điện á, bưu điện á tính với chị em không biết ship bao nhiêu tiền đâu. 30k trở lên á, ship tỉnh 50k trở lên á, tại vì em ở Hồ Chí Minh nha. Rồi ai lấy cái lô ai lấy cái vàng này comment giùm em là vàng nha. 69k vàng chởi vai, bên đây nó khoét vai chứ lộn, vàng khoét vai nha. 69k phom tuôn. Thị nhỏ nhắn là váy chị đang mặc thôi, có không xem muốn thấy cái comment đó, comment nó trước cái trăm euro gì chứ. Là nãy là có lộn không, có lộn với cái kia. Có ai lấy cái đầm em đang mặc thì comment giùm em là đầm trai nha. Phía trước là đính ngọc trai, đính ngọc trai rất là đẹp nè. Màu vàng 69k, mấy cái đầm suông này 69k, xem nhanh cho mấy chị đi luôn đi, lỗ đi, tại bà luôn. Bán rồi bán lỗ luôn mới ghê. Bán lỗ mà còn bị bơm. Ô cái này không được nha, cái mới chơi cái này là 89.000 nha mấy chị, sale nữa là chết luôn. 89.000 cái đầm sơ mi này nha. Ai thích thì comment giùm em là suông sơ mi nha. 89k mấy cái đầm này thật sự á, 70kg mấy chị vô cũng được luôn á. Ai thích phong suông 70kg, 65kg, 55kg vô được hết luôn nha. Dạng phong suông như thế này nè, bận rất là đẹp. Xanh sơ mi nha, 89.000 hốt liền đi. Thị nhỏ nhắn cái đầm chị đang mặc chốt cho em chưa? Rồi chốt cho em rồi nè. Nguyễn Thị Linh cho số điện thoại. Dạ em thấy rồi. Chị ghi giùm em Thị nhỏ nhắn cái đầm em đang mặc cho chị. Cái đầm em đang mặc nữa hả? Cái đầm chị đang mặc đúng không? Đúng ok nha. Thị nhỏ nhắn ơi, cái đầm ngọc trai chị đang mặc nè. Để em đi thay cái đầm trắng nè chị. Rồi mấy chế đợi em thay cái đầm này đi. Tại cái đầm này có bạn chốt rồi lắm, mất công có bạn. Đầm này em mặc rất rộng quá. Rồi trong thời gian này chờ đợi chia sẻ phụ em. Em kéo mình lên đi chứ. Trời ơi, kẹp này nó bị dính ấy sao ơi. Nó bị dính len á, dính ren. Ừ, em sợ nó tươi. Ừ, em sợ nó tươi. Được chưa? Rồi, con. Cái đầm này cho bạn thử nhỏ nhắn. Để thay khác nữa, mất công có bạn hỏi nữa. Trời ơi. Lại gọng nữa chứ, kéo lên em cũng em ốm nên em bị gọng nách, có bị gọng gì chứ. Ơi chị liền miệng vô bọc giùm em. Trời ơi lên phơm nè, cực kỳ xinh chưa. 54kg vô được, ý lộn 52kg, 52, 53kg vô được nha. Ai mà vòng ngực nhỏ là vô được hết nha. Ở
Thích cái này Khmer giùm em, đầm đang mặc nha. Nó là dạng, nó là dạng đuôi cá nha mấy chị. Cái đó là cụ bằng thị nhỏ nhắn đó mấy chị. Ừ, để chị em dạ. Em có cái đầm len có nón này không? Mấy chị Mỹ Thu còn thì chị Mỹ Thu hốt nha. 79k cái đầm len xè có nón nè. 79k nha. Có nón, có dây cúc. Dây này là mình buộc ở cổ, buộc nón nha. Thích thì comment giùm em xè nón nha, lên nón thì cũng được nha. 79k. 79k. Đi cho nhanh cấp kỳ. Cái đầm này chị nó mai cái eo ở trên á. Là bịch. Đây là bịch. Đây cái bịch. Có mai cái eo ở trên đây là thành ra mình bận vô vừa. Trời ơi cái đầm này bằng đẹp quá. Trời ơi ai còn đang xem trên xin chấm thì mấy chế ơi. Đầm này nhỏ nè. 69k luôn nha. Cái này là form nhỏ thôi, form này có khoảng 52kg trở xuống là bạn đẹp nè. 52kg. Thích thích thì comment giùm em là đen 52 luôn đi, cho em biết luôn đi. 89.000 luôn. Bán sập sàn luôn. Ai bán cái đầm 69.000, 79.000 hết trơn á. Em vừa mới có 79k nhiêu ký vừa em. 79k là cái nào ta? Dạ, thử ra hai cái trắng. Thủy nhỏ nhắn là hai cái trắng nha. Thủy nhỏ nhắn ơi, một cái chị mặc trước chứ một cái chị mặc sau á nha em. Rồi cái đen là 69.000 đen tầng nha. Cái len nón cho bạn Thảo Biên nè. Nè chị, cái len nón là chị 69k cái len nón cho bạn Thảo Biên nha. Đào Thúy Mai khoác đen. Dạ dạ em cho chị xem liền nha. Đầm xè nữa đi chị hả? Đầm xè nữa đi chị, từ từ nha. Cái đầm này là cái đầm xôn xuôn 89.000 chị Mai Trinh ơi. Đầm này 89.000, đầm xanh sơ mi nè. 89k nha đầm này. Len nón em hết rồi. Len nón em có một cái bạn kia chốt rồi chị Mai Trinh ơi. Ôi trời, bạn đó bữa nãy bán cho số chị 08 mà bán cho 09 đi làm gì. Bởi vì mình thấy số 08 hay 09 gì hả? Không, nãy bán cho số 08. Để em mặc thử. Trời ơi em đang bận đầm mà xem cho coi cái đầm thiêu tai này luôn nha. Trời ơi thiêu nè. Đẹp lắm luôn nha. Chút xíu coi tiếp đi chị Mai Trinh, để em coi em còn cái len nón hôm bữa còn mà biết còn không nha. Đây, mấy cái áo khoác này, thật sự áo khoác này thì 60 mấy ký, mấy chị vô dừa hết nha. 62 ký hay là 60 nhất chút xíu 65 ký vô dừa luôn nha. Đẹp lắm, áo khoác này đẹp lắm. Rồi 120k là phát thêu nha. Mấy chế lấy thì comment giùm em là thêu nha. Em có màu màu đen thôi. Hết rồi, còn có một cái đen một hà. Còn có một cái đen thêu không mấy chị ơi. Còn nhiêu là hoa văn hết trơn á. Rồi ai lấy cái đầm xòe đang mặc thì comment giùm em đầm xòe đang mặc nha. Nãy là cũng 79 đúng không? Dạ. À, 69.000 chị ơi, cái đầm có nón sao? Ủa 69, 79 luôn. Nãy giờ không có. Ừ đúng rồi, 79 giờ, 79. Trời ơi, ghi thật vậy. Đào Thúy Mai cho chị cái này hả? Dạ ok, 120k nha chị Đào Thúy Mai. Rất là đẹp, em thấy số điện thoại nè. Dạ đầm em mặc còn có một màu thôi chị Kiều Lê ơi. Chị Đào Thúy Mai, thấy số điện thoại chị Đào Thúy Mai nha. Chị Đào Thúy Mai nè, em thấy quen quen. Như là có đơn rồi. Em lên tiếp đầm thơm to cho mấy chế nè. Để dễ cho chị Mai Trinh lựa mấy cái đầm thơm to. Áo dù này như bé. Áo dù trong 20.000 chế. Ui da trời đất ơi. Đây là một cái phong xuông sale cho mấy chị cái đầm đen này. Comment giùm em là đen. Đen sọc đi nha. Đen sọc đi nha. 69k đen sọc 69k nha. Tay dài. Ai ở khu vực phía ngoài nó lạnh rồi, bắt nó lạnh thì hốt mấy cái này về. 69k mặc cho nó ấm tới chân tới đầu gối luôn nha. 69.000 cái đầm len, đầm len cổ sơ mi. Cái này cổ sơ mi túi khối đen luôn nha. Đào Thúy Mai chế mua mấy lần rồi hả? Dạ khách quen của em mà em không nhớ nổi nữa. Trời ơi sorry chị nha. Em ơi, dạ chị hỏi là 48 ký là hỏi cái nào, cái áo hay là cái gì? Ai? Chị Đào Thúy Mai. Cái áo khác không? 48kg được nha chị. Em 48kg là size của em nè. Em 48kg á, nãy em bận vô chị thấy sao là chị bận nó y chang vậy á. Đào Thúy Mai
Rồi cái đen này 69k nha, đen sọc nè. Một cái ren luôn ha, cổ ren luôn nha, cổ ren, khối ren chân, ven ren đùi luôn, mặc chung với quần tất ở phía trong nha mấy chị, mặc chung với quần tất phía trong nha ha. Rồi ai thích cái này comment giùm em là ren đen 69.000. Sao ghẻ với gì trời, cái đó 69k ốp lên lẹ rồi em mấy chị ơi. Đây nè, còn cái này là cái khoác á, cái khoác này là 120k đó. Hôm bữa có chị, hôm bữa mèo Salem không lấy hả? Mèo Salem xả nè, 120k nè. Ai nhanh tay thì anh quốc luôn cái này 101 nha. Ai ở phía miền ngoài thì hốt ngay đi mấy chớ ơi. Ở trong đây là một cáo thun chất bôi zip rất là dày. Thun này chất rất là dày dặn, nó nói thật luôn. Ai nhận về mà cái thun này chơi là trả lại cho em luôn ha. Còn cái áo khoác này là mình bận cái thun ở trong, xong rồi bận cái khoác này ở ngoài nè, sang dễ sợ. Đây bằng cái thun này trong nó sẽ lòi cái tay ra ha, xong bằng cái khoác này vô nha. 101 một combo này luôn nè. Lấy thì comment giùm em là khoác luôn. Bận đi Đà Lạt. Trời ơi bận đi Đà Lạt. Bận chung cái này, bận chung với chân váy cũng đẹp nhất con mình nhỏ. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là khoác nha. 101. Để tớ. Ừ. Bạn kia kìa, Thảo Thảo, Thảo pin để tớ là cái này á, Thảo pin 101 giảm luôn rồi, hôm bữa bán 102 bữa nay bán 101. Sao mỗi ngày mỗi sale vậy trời. Cái này nói gì trong đây đâu. Ơ. Sao có cái áo này nó mắc cái đầm hả ta? Em không biết cái này cái gì luôn. Cái này là dạng như áo len nha, áo len nha mấy chị, áo len tay lỡ nha. Form rất là dễ mặc luôn. Mấy cái form này là 60kg, 65kg mấy chị cũng vô được đó nè ha. Thích thì comment giùm em là len, áo len nha. Trời ơi 60.000 bán cho mấy chị 60.000 cái áo len này luôn nha. Gì combo dồn đơn là gì đó. Combo dồn đơn là của chị Hải Trần á. Chứ 100.000 không được đâu chị ơi. 101 không có trả giá em được. 101 nha, Thảo Biên ok thì mình ok, còn không để cho chị Hội Trần nha. Cái combo áo khoác với một cái áo ở trong là 101 thật sự với mấy chị. Cái áo thun đó mấy chị ra đường mua áo, cái áo thun nó không dưới giá 60 rồi, chưa kể cái khoác len ngoài. Rồi ai thích cái ủ áo này nãy nó giá nhiêu chị? Lo cãi 60.000. Rồi ai thích cái áo này comment giùm em là 60, Thảo Biên ok nha. Chị Hội Trần mua giùm em cái khác nha, cái đó em hết rồi. Rồi nha, 60.000 cái áo len tay dài này. Không phải tay dài đâu, tay lỡ, nó là màu nâu á. Trời ơi, cái giải len này nặng chụp luôn. Ai ở phía khu vực phía ngoài thì hốt ngay mấy cái này đi mấy chị ơi. 60.000 vậy. Ở đâu có dính cái áo này, nó để trong lô này lỗ sạch ke luôn. Cái áo sao bán bằng tiền cái đầm được. Hay là cái đầm tao bà đã bán rồi. Gì cha? Mấy cái kiểu này nó có phải giống như cái kia không ta? Ở dây là bằng áo khác luôn. Ờ, bận cái đầm xong bận chọn cái này vô được nè. Nó kiểu nó giống vậy. Này là gì trời? Ha ha, cái này là cái áo len nha mấy chị. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống. Cái gì vậy? Con đông nó đẹp. Rồi, còn đang xe cho xin một trắng đi mấy chế ơi. Trời ơi cái áo len này form rất là đẹp luôn á. Bận vừa. Nhưng mà form to nha, em có màu trắng với màu đen. Thọc trắng với thọc đen, teo, teo giá bao nhiêu đây? Thánh thần trời đất ơi. Không lẽ cái này mà bán 80.000. Rồi luôn, 79k, thích thì comment giùm em là sọc trắng với sọc đen 79k nha. Không có đâu mà bán mấy cái áo này mà 79.000 hết trơn á mấy chị ơi. Nhận về mà chắc len xấu trả lại cho em luôn mấy chị. Tắt mát rất là, hàng rất là chuẩn luôn á. Bích chi đầm đi chị. Rồi nha, ai lấy cái len này comment giùm em là len sọc nha. Em có hai sọc thôi. Mấy chế mấy khách mua len của em bữa nay đi đâu hết trơn à. Ai cái này mà mặn dừa. Cái này mình mặn dừa, mặn đẹp lắm đó. Tại vì cái len nó cầm tả tay lắm. Chị Nguyễn Thị Diễm Hương đi chơi. Chào chế Diễm Hương. Nói chuyện khô nước miếng luôn rồi. Rồi nha, lên sọc 79k nha mấy chị.
Ờ cái bạn vừa đấy bạn. Giọng em với chị là bạn giọng. Tí không? Bán đẹp ha. Ừ. Cái đầm này không á, cái đầm này sale cho mấy chị luôn đi. 70.000. Giờ ai thích thì comment giùm em là 70 nha. Mã 70 luôn ha. Đầm đầm trắng 70 luôn. Váy hè, ai thích váy hè 70 thì lụm ngay con này. 70.000 lỗ cặp kê. Nguyễn Bình Thư cho xe áo sọc đen đi. Ok nha Nguyễn Bình Thư. À mấy chế ơi, có một đơn rồi, không em không chạy hàng được đâu nha mấy chị. Sọc đen, sọc trắng gì á, lấy một cặp đi chị Bình Thư ơi. Mình để thay đổi. Tụi mình là lấy là lấy càng cặp. Đúng rồi, em chị lấy là lần nào cũng một cặp. Trời cái này chị đẹp hơn đó, em sao thấy không nhỏ cái bên ơi. Nhỏ đâu bà, em bự đó bà. Đó. Ôi sao đẹp cái gì. Lên like đẹp lắm nha. Đó. Ừ, sao đẹp. Đẹp. Giải cũng đẹp. Chị cũng lấy, em lấy bằng 65kg vừa sọt không? 65kg bằng ôm á chị ơi. 65kg cao 1m6 á, trở lên 65kg bằng ôm nha. Đây 65kg lụm ngay con này. Ừ, thảo nguyên lấy cái sọc đen kìa. Rồi 65kg thì hốt ngay con này chất len nha mấy chị. Chất này là chất len nha. 65kg em bao vừa cái con sọc này luôn nha. Sọc này là hàng đẹp luôn đó mấy chị ơi. Khổ lắm. Sọc này ai lấy sọc comment giùm em là sọc nha. 79k sale cho mấy chị 79k sọc này luôn. Trời đất ơi, có cái nào nha. Sọc của nó có chữ luôn nha. Đúng rồi, đẹp lắm nha bà Nguyên. Sọc này rất là đẹp. Cái sọc này em có sọc nè, em có màu nha. Mấy chị đừng có thấy nó như vậy. Đồ len mặc lên form rồi á, mặc lên người rồi mới cảm thấy nó đẹp nha. Trời ơi, mấy giờ rồi? Nghỉ like. 9 giờ. Em nghỉ like mấy chị ơi, mua gì? Mấy chế mua yếu xìu à. Rồi ok nha. Bích Chi 46kg sẽ bận rộng. Nếu mà 46kg mà chị cao 1m5 là chị bận bao đẹp nha. Cái đầm ren này giống cái đầm hồi nãy á, 69k luôn em còn nha. Ai lấy thì lụm nha, 69k. Nó là ren sẻ nha. Em lấy cái sọc xám, sọc đen. Đầm suông hả? Em còn có mấy mẫu à chị, để em lên từ từ nha chị. Em còn có mấy mẫu đầm thôi. Em có cái đầm suông này, nhưng mà đầm suông này là đầm suông bao xịn. Rồi để dơ lên luôn. Đầm suông này nó mắc tiền nhưng mà nó sẽ có cái giá của mắc tiền. Đây ha. Đầm suông này mắc tiền, có cái giá của mắc tiền nha. 120.000 nha mấy chị. Em có 4 cái thôi ha. Chị Trang Moon kìa, chăm dành đi em. Chị Trang Moon ơi. Loan Nguyễn, chị cho đi chị. Hoa dược, dạ. Lên 69.000. Chị Hội Trần là ai? Chị Hội Trần nãy có cái đầm của canh á. Rồi len 69k nè chị. 69k là cái ren á. Vậy là chị đủ đơn rồi. Rồi chị đủ đơn nha chị Hội Trần ơi. Như chị cho địa chỉ. Cho em địa chỉ với số điện thoại đi nha. Cái đây là một cái đầm suông nha. Hàng này nó đẹp là nó đẹp nha mấy chị. 120.000 có giá của 120.000 nha. Đừng nói mắc nha. Chỗ khác vẫn còn đang bán mấy cái này. Trời ơi, nó bán mấy cái này vô shop cũng một cái là 220.000 thôi ha. Em có màu xanh với màu hồng, chị coi nó phối màu nè. Về mà nhận mà mấy chị chơi cái chất len này nó có vấn đề gì trả lại cho em hết. Em nhận lại hết luôn ha. 120.000. Không, em cái này em không giảm được đâu. Trời ơi, quá đẹp rồi. Ở dưới đẹp chứ. Ê, rất là đẹp. Chị Thí Linh á, Thí Linh bận vừa. Ờ đúng rồi á, chị Thí Linh cao 1m7. Chị Thí Linh còn dạ đúng rồi, em kêu chị là kêu mấy cái đầm này nè chị Trang Môn ơi. Chị Trang Môn với chị Mai Trinh là mấy cái đầm này rất là đẹp. Thật sự 120.000 không có phải. Đầm suông tốt cho bà Thảo Nguyên một cái nè. Nguyên ơi, kêu chị với Thí Linh mua đầm. Chị Thí Linh là bạn của Nguyên đúng không? Ừ. Nguyên kêu chị Thí Linh mua mấy cái đầm này đi. Cái đầm này quá đẹp rồi. Em có màu hồng với màu xanh. Chị Liêm Lan hỏi mỏng hay dày cái ơi. Dạ chị ơi, cái đầm này á mỏng hay dày? Dùa. Không mỏng không dày đâu chị, nó là dừa. Mặt mát chị ơi, em thấy cầm trên tay nó mát tay á. Chị ở đâu hà? Chắc ở miền Nam còn bận được. Miền Nam hả? Miền Nam ở Châu Đốc.
Cho đó An Giang gần nhà ông Đạt. Đây là cái màu hồng nha. Cái này nó có size nha mấy chị. Chị Ngọc Tô. Chị Ngọc Tô bữa nay không có coi like. Đây em có hai cái size S với hai cái size M, 1m55 dài lắm không? Dạ không dài đâu. Đầm body len có nha Nguyễn Huyền, đầm body len nãy bán 69.000, chút xíu chị dơ lên cho. Đây, đây là cái màu hồng nha. Thật sự mấy chị thấy nó không đẹp chứ, em nhận hàng về rồi mà mấy cái đường phối này mà không đẹp trả lại cho em. Cái này nó bị dính chút xíu, có cây kéo cho em mượn em cắt cái này chứ. Đây body đợi chút xíu chị like cho em. Đây. Ủa sao chị nhớ này là 1.2. Trời ơi, em nói với mấy chị nó đẹp mỹ miều luôn, 120.000. Thánh thần ơi. Mạc của nó đây, tắt mát đây. Size này là size M nha ha. Có hai cái M, hai cái S thôi. Mấy cái đầm này á 55 kg, 65 kg, 70 kg thì vô vô tư. Em sợ lắm, mấy cái đầm này nó trôi ra bọc quá sợ lắm, tại vì nó sợ nó bị móc vô, móc cái này móc cái kia á, nó hư đầm hết trơn. Nên để nó là kỹ, phải để vô bọc nữa. Người khổ lắm người ơi, like chị Niệm Nam. Bạn vô. Dạ vừa chị Niệm Lam ơi, 1m50, 50 kg bằng vừa. Lấy màu hồng hay màu xanh đi chơi. Chị gửi trả lại cho em nha chị Niệm Lam. Trời ơi, nó mịn chân à. Cầm nó mắc lạnh à. Camaro 48kg 48kg xây gì chị ơi, xây mờ với xếp này nó tương đương nhau, chứ đâu có khác nhau nhiều hết trơn chị Camaro ơi. Thích, thích bận rộng là bận được. Bận rộng là bận được, cầm xuông mà. 48kg là của cỡ em đó. 48kg hồi nãy em ướm thử trên người em sao là chị bận trang vậy đó. Nguyễn Huyền em lấy đầm body phải không? Đợi chị dơ lên cho nha. Chào Nguyễn Ngọc Hoa. Chia sẻ like nha Nguyễn Ngọc Hoa ơi. Kim Hoa lấy cái đầm xanh kìa em. Rồi em thấy chị Kim Hoa nè. Chị Kim Hoa lấy cái đầm xanh 120k nè. Cho em xin địa chỉ luôn đi chị Kim Hoa ơi. Kim Hoa em biết cái đơn chứ. 120.000 rất là đẹp. Chị Kim Hoa này như có đơn vậy. Kim Hoa có đơn rồi hả? Có đơn rồi. Cái này là cái body nha ha. Rồi body 79k một cái body, nem body nha. Ai lấy thì comment giùm em nem body nha. Xanh size 49kg. Size M nè, em còn cái xanh size M nha chị. Chị Camaro lấy thì ok nha ha. Xanh với hồng cái nào cũng đẹp. Thích xanh thì chọn xanh, thích hồng thì chọn hồng. Rồi. Rồi ai lấy cái len body này comment giùm em len body có khoảng 54kg trở xuống mặt đẹp nha. Chút inbox, dạ nhớ inbox cho em nha, đừng có bỏ em luôn nha mọi người. Em like xong là em xả đơn hàng miếng điên luôn á. Tại vì xin điện thoại, mỗi lần giờ này điện thoại cho mấy chị khó lắm. Trời ơi, thành ra mấy chị chủ động inbox cho em nha. Rồi chị, á em còn có một cái xanh nè. Chị Camaro lấy xanh, lấy xanh rồi chị Niệm Lam ơi. Quên cái Camaro ơi chị. Camaro nè, xanh nè, size 49kg nè, size M nè. Em còn hồng mà chị Niệm Lam ơi. Chốt hồng phụ em đi. Em học còn cái hồng, hai cái hồng, chốt hồng phụ em nha. Rất là đẹp. Rồi ai lấy cái body này comment giùm em là body đen nha. Body đen rất là đẹp, 79k. Còn cái nào đó em lấy ra em gai luôn đi. Nè cái đầm này của mấy chế hôm bữa còn không vừa 89.000. Nhưng mà thật sự ai ở miền ngoài thì lượm giùm cho em cái này nha. Nó là một cái len body nè. Trời ơi nó giãn như thế này đây. Thì có khoảng 56, 57 gì đó chen vô được hết nha. Trăm euro em coi cái hồng. Ủa giờ trăm euro lấy cái hồng hay là cái xanh? Dạ. Nếu mà Camaro lấy màu hồng thì mình chừa cái xanh cho chị Niệm Lam. Tại nãy thấy Camaro comment trước. Đây là cái hồng nha. Hồng nè. Hồng này ở trên live mấy chị nhìn nó ra màu ruốc, chứ ngoài nó là màu hồng hồng nhạt á. Hồng phấn rất là đẹp. Hồng phấn nha. Nó là màu hồng phấn. Lem gì đâu mà nó mịn thấy ghê luôn. Có lấy ở chị Niệm Lam. Đúng rồi chị, để họ coi chị Camaro chọn. Nếu như Camaro không lấy thì mình luyện cho chị Niệm Lam. Body màu hết rồi em ơi. À body màu còn cái nha. Rồi ai lấy cái hồng thì comment hồng, cái xanh thì comment xanh giùm em nha.
body màu kem nè, hốt cái body màu kem này nha. 40kg hả? Hiện bây giờ body kem không thấy mấy trái ơi. Body màu khó thấy rồi. Thôi, body em chỉ còn màu đen với màu kem này thôi ha. Rồi em hết màu rồi. Em hết màu rồi, mấy chị thông cảm đi. Chị trăm euro nữa là em lấy xanh nha chị kìa. Vậy em rồi, bảo chị okay Niệm Lâm chịu. Chắc chị Niệm Lâm không có thích hồng rồi. Chị Niệm Lâm thích hồng, chị Niệm Lâm lấy rồi. Niệm Lâm thích hồng thì comment hồng giúp em nha. Em cũng hết luôn rồi. Còn có mấy mẫu đó thôi. Em có một cái khoác này thôi, 100. Hôm bữa bán nhiêu trời, 130 ngàn. Chị Hằng hỏi cái gì ta? Bao nhiêu vậy chị hả? Cái đầm suông hả em? Cái đầm suông nó là 89 ngàn. Em còn cái khoác này là khoác len để dành mặt đi Đà Lạt nha mấy chị. Chị Mỹ Thu còn không? Chị Mỹ Thu bằng giờ không? Chắc vừa mà, khoác len mình khoác nhẹ ở ngoài thôi ha, để dành đi Đà Lạt. Đúng rồi. Ô mình còn ba cái áo len ấy nhiều quá, áo kiểu cũng nhiều luôn. Để bữa nào like tiếp. Em lấy xanh như chị rồi nha. Hết cầm lên, hết không thấy cầm lên. Rồi em ợp ở đây nha mấy chị. Em ợp em dọn cái nóng này nha. Hẹn mới chết. Body len đẹp không chị? Body len, trời ơi. Tướng body là, nếu mà tướng em đẹp thì bằng body rất là đẹp. Body nó sẽ đẹp hơn ha. Mày trần cái body len cổ. Chỉ có cái body len cổ cũng đẹp, mà body len chân cũng đẹp. Rồi em mấy 9 giờ hả Ngọc? 9:15 nè. 15:16. Rồi, Kim Thoa hả? Chị ợp Kim Thoa, em ợp chị Kim Thoa ơi, em ợp ở đây nha. Bữa khác gặp lại nha. Em ợp ở đây. Bữa khác để em sale tiếp. Thứ tư, thứ sáu em sale tiếp đồ nha. Em sale chừng nào sạch kho thôi em nhập lô đồ mới giờ nha. Mấy chế đón like của em đang mua hàng giá rẻ nha. Em xin thông tin. Rồi ai chưa có thông tin á thì chủ động inbox thông tin liền cho em bây giờ nha mấy chế. Inbox thông tin liền cho em nha. Rồi em ợp ở đây nha. Khoác len bao nhiêu hả? Khoác len hôm bữa bao nhiêu ta? Hôm bữa bán 130 hả? Giờ sale 120. Giờ em sale 120k luôn, lấy thì comment nha chị Lo Nguyễn, 120k các khoác len đó nha. Khoác len Burberry mà màu đỏ. Rồi bây giờ ọp ở đây nha mấy chế ơi. Xong chưa? Còn gì nữa không ta? Bye bye. Chào mọi người nha. Lên comment chị đợi đó đi em ở đây.